Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 58. Cùng lúc đó, tầng trên cùng của con thuyền, trong một gian phòng cổ điển nhã nhặn, có một nam một nữ đang ngồi nhìn vào đống bảo vật trên bàn mà tấm tắc than thở. Nếu như Lâm Nhất ở đây chắc chắn sẽ phát hiện đống bảo vật này chính là chiến cờ xích diễm, mãnh hổ tường vi đồ, yêu đan thiên phách cùng với hồ lô tàng kiếm trong túi trữ vật của mình. Mà hai người này chính là Lục Tư Âm và Lãnh Phong mà ban ngày mới vừa gặp. Chậc chậc, đúng là không thể tin được, trong túi trữ vật của một kiếm nô lại có nhiều bảo vật như vậy. Lãnh Phong nhìn bốn kỳ bảo trên mặt bàn, trong mắt lộ ra vẻ tham lam vô cùng. Chiến cờ này có phẩm cấp không thấp, trở về thư viện mới các tiền bối sửa chữa lại một chút là sẽ trở thành một bảo khí thượng phẩm nguyên vẹn, giá trị liên thành rồi. Hồ lô tàng kiếm này cũng là một bảo vật bí mật hiếm thấy, nếu như tặng nó cho các cao nhân tiền bối trong viện thì có lẽ sẽ lấy được niềm vui vô bờ bến của họ. Còn về mãnh hổ tường vi đồ này, trái lại vô cùng kỳ quái, trình độ linh văn của ta và ngươi mà cũng không thể hiểu thấu được, đúng là thú vị. Thoáng ngập ngừng, ánh mắt Lãnh Phong cuối cùng chuyển đến trên viên yêu đan thiên phách kia. Yêu đan màu đỏ lửa, bề mặt khắc ma văn màu tím quỷ dị. Dưới ánh nến trông nó vô cùng bắt mắt, cực kỳ yêu dị. Linh khí trong yêu đan hừng hực mà dồi dào, bao hàm khí tức cực kỳ bá đạo. Đây rõ ràng là một viên yêu đan thiên phách cấp bá chủ có huyết mạch của man thú thượng cổ. Giá trị của nó cao đến mức hai người không dám tưởng tượng, đáy mắt Lãnh Phong khó nén được vẻ tham lam. Trong mắt Lục Tư Âm thoáng qua vẻ khác lạ, cười nói, nhiều bảo bối như vậy, tên kiếm nô này trộm được từ đâu? Chẳng trách lại bị người ta phế bỏ. Chủ nhân của những đồ này sợ là lai lịch không vừa, chẳng qua bây giờ ấy mà, lại hời cho ta quá rồi. Dưới ánh nến, gương mặt diễm lệ yêu nghiệt của nàng ta sáng ngời vẻ đắc ý. Lãnh Phong âm thầm liếc mắt nhìn, nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói, Lục sư tử, ngộ nhỡ kiếm nô này trở về phát hiện bị mất đồ rồi đi tìm Liễu sư tỷ cáo trạng thì làm thế nào? Bây giờ hắn chỉ là một phế nhân. Nếu như biết điều thì chắc chắn sẽ không tự chuốc lấy phiền phức. Lời vừa ngưng lại, đáy mắt Lục Tư Âm thoáng qua vẻ lạnh băng, lạnh giọng nói, cho dù có gan dám cáo trạng cũng phải lấy ra chứng cứ mới được. Ngươi cho rằng vì sao lúc đó trước mặt Liễu Vân Yên sư tỷ ta lại diễn một vở kịch như vậy, chính là vì muốn chứng minh rằng ta chưa từng xem qua túi trữ vật của hắn. Kiếm nô này ngu như heo vậy, không lập tức kiểm tra ngay thì có thể làm gì được ta, ta còn nói hắn vu khống hãm hại ta nữa đó. Sư tỷ thật thông minh, chẳng qua có cần ta ra tay giết chết luôn thằng nhãi này cho xong chuyện, dù gì một phế nhân cũng chẳng có ai sẽ để ý đến hắn. Đáy mắt Lãnh Phong thoáng hiện sát ý, giọng lạnh băng nói. Lục Tư Âm trợn mắt chừng hắn một cái rồi trách mắng, ngươi là đầu lợn à? Tên kiếm nô này mà chết thật thì Liễu Vân Yên có ngốc hơn nữa cũng sẽ nghi ngờ ta, ngươi đừng quên thủ đoạn của nàng ta, đến lúc đó ta và ngươi đều không có kết cục tốt đâu. Cũng đúng. Lãnh Phong nhớ đến tính cách của Liễu Vân Yên cũng cảm thấy run sợ, trầm giọng nói, nếu thực sự để nàng ta biết được hai chúng ta làm việc này thì chắc chắn là đại họa rớt xuống đầu. Hôm nay nàng ta giao kiếm cho tỷ mà khiến ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Có gì kỳ lạ, dù gì ta cũng là người của Thư viện Thiên Phủ, nàng ta có thế nào thì cũng sẽ không thiên vị người ngoài. Trong mắt nàng ta, người kia vốn đã là một phế nhân. Huống hồ lần này hành động nàng ta cũng phải dựa dẫm vào chúng ta. Lục Tư Âm cảm thấy hơi mệt, phẩy tay nói, cứ vậy đi, bốn bảo vật này ngươi chọn một cái rồi đi đi. Sư tỷ, ta, tỷ biết tấm lòng của ta dành cho tỷ, ta bằng lòng giao cả mạng sống của mình cho tỷ, những đồ quý giá này cũng không sánh được với tỷ đâu. Lãnh Phong nói bằng giọng đầy vẻ đương nhiên. Đáy mắt Lục Tư Âm thoáng vẻ ghét bỏ, cười lạnh nói, bớt nói nhảm. Chọn một thứ đi. Lãnh Phong biết rõ, Lục Tư Âm này muốn hắn cũng phải tham dự vào việc này, muốn trói chặt hắn với mình. Lập tức suy nghĩ thật nhanh, chỉ về phía bức tranh kia nói, vậy ta lấy cái này đi. Lục Tư Âm ngạc nhiên nhìn về phía Lãnh Phong, khẽ giọng nói, ta còn tưởng ngươi sẽ chọn viên yêu đan này, chẳng qua bức tranh này cũng khá kỳ lạ, cực kỳ thần bí. Nếu có thể lĩnh ngộ được nó thì e là sẽ có một cơ duyên kỳ ngộ lớn. Vượt xa so với yêu đan. Trong lòng Lãnh Phong thầm cười, vậy thì cũng phải lĩnh ngộ ra mới được.
Còn về yêu đan, nếu ta thực sự chọn yêu đan thì cô cũng chắc chắn không đồng ý. Mặt Lục Tư Âm không có biểu cảm gì nói, lấy đồ rồi thì đi mau đi. Cất khí bức tranh đi, ánh mắt Lãnh Phong liếc qua cơ thể đầy đặn của Lục Tư Âm, lưu luyến mãi mới quyến luyến rời đi. Đợi Lãnh Phong rời đi. Ánh mắt Lục Tư Âm rơi lên mặt bàn, phất tay một cái thu hết ba món bảo vật vào trong túi mình, cười lạnh lùng nói, tiểu kiếm nô, một phế nhân còn dám đấu với ta, tốt nhất ngươi hãy ngoan ngoãn một chút. Chẳng qua so với ba món bảo vật này, kỳ thực nàng ta thích nhất là thanh táng hoa kiếm trong tay này. Leng keng. Táng hoa rút khỏi vỏ, ánh trăng sáng lọt qua khe cửa sổ rơi lên thân kiếm toát ra quang mang mơ hồ như mộng như ảo. Quả thực là một thanh hảo kiếm. Lục Tư Âm chơi đùa với thanh táng hoa kiếm, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, lưu luyến đến quên lối về. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Nhất từ từ mở mắt ra. Thở ra một hơi chọc khí, gương mặt nhợt nhạt của thiếu niên đã hồng hào hơn rất nhiều. Mới chỉ một đêm mà vết thương của Lâm Nhất đã hồi phục được 5 phần. Trong mắt có kiếm mang sắc bén thoáng qua, rất nhanh sau đó đã trở lại vẻ bình thường. Nếu như có người ngoài ở đây, cảm nhận được tinh mang vừa rồi thì chắc chắn sẽ bị dọa cho sợ hết hồn. Rất khó có thể tưởng tượng, một võ giả chưa bước vào cảnh giới tử phủ lại có được phong mang như vậy. Cọt kẹt. Lâm Nhất mở mắt chưa được bao lâu thì cánh cửa căn phòng chứa đồ bị người đẩy nhẹ ra, Bạch Vân thò cái đầu nhỏ nhắn vào, ánh mắt trộm liếc nhìn bên trong căn phòng. Lâm đại ca, huynh tỉnh rồi à? Ánh mắt quét qua, vừa hay chạm phải tầm mắt của Lâm Nhất, gương mặt cô gái thoáng vẻ thẹn thùng, vội vàng đẩy cửa bước vào. Trên tay nàng ta còn treo một cái giỏ nhỏ, chân bước nhanh qua cười nói, Lâm đại ca, huynh hẳn là lâu rồi chưa ăn gì đúng không, ta mang cho huynh chút đồ ăn sáng tới. Mặc dù nói võ giả có thể không cần ăn mà vẫn sống, cho dù rất nhiều ngày không ăn không uống cũng đều sẽ không tổn thương đến nhục thân. Nhưng nếu như có đồ ăn thì đương nhiên là càng tốt, huống hồ Lâm Nhất đã trôi dạt trong hồ nước hơn nửa tháng. Cơ thể cực kỳ yếu đuối, có thể ăn chút thức ăn bổ sung cho cơ thể thì cũng tốt hơn cho việc hồi phục vết thương. Lâm Nhất có chút ngây ra nhìn đối phương, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, thiếu nữ này đúng là lương thiện. Lâm đại ca, huynh có thể nói cho Bạch Vân biết, huynh làm thế nào mà bị thương, ai lại nhẫn tâm như vậy, ra tay đánh huynh nặng như thế. Bạch Vân bê đồ ăn ra, tùy ý hỏi. Lâm Nhất uống một ngụm cháo trắng, kể lại sự thật ta và một tán tu cảnh giới âm huyền đại thành giao đấu. Mặc dù may mắn giết được đối phương nhưng bản thân cũng bị thương thành như vậy, xét cho cùng thì thực lực vẫn không đủ. Khoác lác. Bạch Vân chu môi, rõ ràng là không tin, Liễu sư tỷ còn chỉ mới là cảnh giới âm huyền tiểu thành thôi, sao huynh có thể giết chết cao thủ cảnh giới âm huyền đại thành được? Phải biết rằng trong đồng lứa trẻ tuổi của thư viện thiên phủ chúng ta, Liễu sư tỷ cũng là một cao thủ hiếm có, thực lực chỉ đúng sau những đệ tử nòng cốt kia thôi. Thực lực chỉ đứng sau đệ tử nòng cốt. Thú vị đấy, không ngờ Liễu Vân Yên có tu vi âm huyền tiểu thành cũng không phải là đệ tử nòng cốt ở thư viện thiên phủ. Với thiên phú của nàng ta, nếu ở Đại Tần Đế Quốc chắc chắn là một tồn tại có thể áp đảo Bát Công Tử. Lai lịch của thư viện thiên phủ này đúng là không tầm thường. Hai người nhỏ giọng tán gẫu trong phòng chứa đồ, bình thường tiểu nha đầu quá ngượng ngùng, rất ít khi nói chuyện. Còn bây giờ, lúc nói chuyện với Lâm Nhất lại như nói mãi không hết chuyện, có vẻ rất thoải mái. Từ trong miệng nàng ta, Lâm Nhất cũng có hiểu biết khác về cổ vực Nam Hoa. Tiểu nha đầu khá nhỏ tuổi, tính cách yếu đuối, nhưng lại hiểu biết rộng hơn hắn rất nhiều. Cổ vực Nam Hoa tổng cộng chia làm 9 châu, lần lượt là U Châu, Thanh Châu, Dực Châu, Vân Châu, Khí Châu, Phong Châu, Lôi Châu, Yêu Châu và Trung Châu. Phạm vi một châu bát ngát vô tận, mỗi châu đều có một tòa thành cổ, chiếm giữ long mạch của cổ vực Nam Hoa, có sự gia trì của long vận vô thượng. Chỉ cần là thế lực thật sự mạnh mẽ đều sẽ ở trong thành của các châu, mượn long vận cổ xưa mang phúc đến cho tông môn của mình. Đại Tần Đế Quốc nằm trong U Châu, chỉ có thực lực trung đẳng ở U Châu, chẳng là gì trong mắt những cao thủ thật sự cả. Nếu nói đến bá chủ trong U Châu thành thì chắc chắn phải là Huyền Dương Diệt.
nó chẳng những xưng vương xưng bá ở U Châu mà còn có một vị trí trong cổ vực Nam Hoa rộng lớn, được gọi là một trong chín bá chủ. Ngoài ra, trong U Châu thành còn có năm thế lực cấp chuẩn bá chủ. Năm thế lực đó lần lượt là Thư viện Thiên Phủ, Thương hội Kim Nguyên, Phủ Tam Tuyệt, Lầu Huyết Vũ và Lầu Tàn Kiếm. Tuy năm thế lực lớn không xưng hùng xưng bá độc chiếm một phương như Huyền Dương Điện, nhưng có thể có chỗ đứng trong U Châu Thành cũng xem như thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ. Đương nhiên ngoài ra, U Châu còn có rất nhiều thế lực lớn nhờ gốc gác cũng rất kiên cố, không thể xem thường. Nhưng lúc nghe nàng ta giới thiệu về Thư viện Thiên Phủ, Lâm Nhất có hơi bất ngờ. Thì ra Thư viện Thiên Phủ này nổi tiếng bằng trình độ linh văn, trong Thư viện có huyền sư mạnh nhất U Châu Thành. Đệ tử trong Thư viện ngoài tập võ còn sẽ tu luyện linh văn. Muốn đi vào Thư viện Thiên Phủ này, ngoài thiên phú võ đạo còn phải có tư chất linh văn không tầm thường. Nếu không sẽ không thể vào được Thư viện. Hi hi, Liễu sư tỷ của chúng ta là một huyền sư nhị phẩm, lợi hại lắm. Chưa tới 25 tuổi đã có thể vẽ linh văn nhị phẩm một cách thuần thục. Huyền sư nhị phẩm. Vậy đúng là khá lợi hại, trong điện đan dược của Lăng Tiêu Kiếm Các cũng có rất nhiều huyền sư nhị phẩm, nhưng đều là mấy ông lão lớn tuổi. Nhưng nói tới linh văn nhị phẩm thì hắn cũng biết một chút, trong Tuế Nguyệt Tâm Kinh ghi chép rất nhiều linh văn nhị phẩm có liên quan đến việc chế thuốc. Thiên phú của hắn về mặt linh văn cũng không tệ, chỉ không bỏ thời gian ra mày mò mà thôi. Nói tới Liễu Vân Yên, trong mắt Bạch Vân lóe lên ánh sáng tựa ngôi sao, tràn đầy vẻ kính nể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có lẽ Liễu Vân Yên có địa vị rất cao trong lòng nàng ta, tựa như là thần tượng vậy. Ấn tượng của Lâm Nhất với Liễu Vân Yên cũng không tệ lắm, ít nhất thương thích trên người mình là nhờ đối phương cứu chữa. Điều duy nhất khiến hắn bất mãn là đối phương tự ý đưa kiếm táng hoa cho Lục Tư Âm. Tuy đứng ở lập trường của nàng ta cũng có thể hiểu được, nhưng Lâm Nhất vẫn hơi khó chịu. Chỉ có thể cố ổn định lại cảm xúc thôi. Nhưng có lẽ nhiệm vụ lần này khiến Liễu sư tỷ áp lực lắm. Bạch Vân chợt nghĩ đến điều gì, trên mặt lộ vẻ lo lắng cho sư tỷ của mình. Nhiệm vụ gì? Lâm Nhất tò mò hỏi. Bạch Vân nhỏ giọng giải thích, thư viện nhận được tin trong sơn mạch huyết cốt xuất hiện kim liên tử hỏa, bảo chúng ta phải mang về ít nhất 3 đóa kim liên. Nếu nhiệm vụ thuận lợi thì sau khi trở về, Liễu sư tỷ sẽ có thể trở thành đệ tử nòng cốt của thư viện. Kim liên tử hỏa. Lâm Nhất đăm chiêu suy nghĩ, sau đó chợt nghĩ tới điều gì, trầm ngâm nói, là kim liên tử hỏa trong tam đại kỳ vật có thể giúp người ta đột phá lên cảnh giới tử phủ à. Trong thiên địa có tam đại kỳ vật, có thể giúp người ta tấn thăng tử phủ, lần lượt là quả huyết viêm, quả địa nguyên và kim liên tử hỏa. Lâm Nhất biết được chuyện này là vì hắn từng lấy được một quả huyết viêm. Hôm đó, sau khi tình cờ có được một quả huyết viêm, hắn từng dò hỏi tiền bối của tông môn. Đáng tiếc là hắn đã luyện hóa quả huyết viêm kia trước thời hạn rồi, nếu không bây giờ muốn đột phá tử phủ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thật ra hiệu dụng của quả huyết viêm là thấp nhất, còn kim liên tử hoa là cao nhất trong tam đại kỳ vật, còn quả địa nguyên thì đứng thứ hai. Đúng, chính là thứ đó. Bạch Vân gật đầu, sau đó nói tiếp, kim liên tử hoa này rất có lợi cho cao thủ bán bộ tử phủ, chỉ cần căn cơ tốt, may mắn một chút, gần như luyện hóa thứ này xong là có thể ngưng luyện chân nguyên thành chất lỏng, mở ra cảnh giới tử phủ. Hơn nữa nghe đồn rằng trước khi dùng kim liên tử hoa để tấn thăng tử phủ còn có thể dùng tử hỏa trong kim liên rèn luyện chân nguyên, loại trừ toàn bộ tạp chất trong người. Đúng là như thế, Lâm Nhất cũng có nghe nói. Trong lòng hắn dâng lên từng cơn gợn sóng, cảm thấy hơi động lòng, nếu thương thích của hắn đỡ hơn, sau khi tinh luyện tất cả tinh nguyên thành tử diện kiếm kình, sau đó lại luyện hóa kim liên tử hỏa này, e rằng sẽ có thể lập tức thăng lên cảnh giới tử phủ. Trước đó đánh nhau một trận với ông lão áo đen khiến Lâm Nhất hiểu rõ sự đáng sợ của cảnh giới tử phủ. Sự chênh lệch đáng sợ đó khiến hắn khó nói thành lời, dù hắn có nắm giữ kiếm ý tiên thiên, nhưng vẫn là cửu tử nhất sinh. Hắn có căn cơ không tệ, nhưng nếu không có cơ duyên, muốn đột phá tử phủ cũng phải đợi một năm sau. Nếu có thể lấy được kim liên tử hỏa thì lại là một tình huống khác. Trước giờ tam đại kỳ vật này luôn là có thể gặp không thể cầu,
nếu bỏ qua, muốn đi tìm lại cũng không thể dễ dàng tìm thấy. Nhưng cũng không chỉ có mỗi thư viện thiên phủ chúng ta biết tin này, hiện tại có vô số thế lực chạy tới sơn mạch huyết cốt, cao thủ các thế lực tập trung lại, có thể giành được ba đóa kim liên không thật sự rất khó nói. Bạch Vân nhỏ giọng lẩm bẩm, nói ra nỗi lo của mình. Cũng đúng. Lâm Nhất dần lấy lại bình tĩnh, nếu cả Liễu Vân Yên cũng khó lấy được thì chưa chắc hắn có thể lấy được. Kim liên tử hỏa thật sự rất cám dỗ, nhưng việc cấp bách bây giờ là phải dưỡng thương cho tốt. Đợi sau khi hoàn toàn khỏi hẳn, lấy lại kiếm táng hoa và dị bảo bị mất của mình mới là chính sự. Hắn không cần quá quan tâm đến chuyện của thư viện thiên phủ. Nếu Bạch Vân muốn thì mình cũng có thể mạo hiểm dành một đóa kim liên cho nàng. Đợi sau khi Lâm Nhất ăn xong, tiểu nha đầu dọn dẹp bát đũa, lưu luyến rời đi. Hai ngày sau, thuyền lớn cập bến, đệ tử của thư viện thiên phủ lần lượt xuống thuyền. Tiếp theo phải đi bộ đến nơi xuất hiện kim liên tử hỏa, sẽ phải đối mặt với nguy hiểm chân chính. Trên boong thuyền, Bạch Vân đang năn nỉ một vị sư huynh dẫn Lâm Nhất theo cùng. Tiểu nha đầu cảm thấy Lâm Nhất vẫn chưa khỏe, để hắn lại trên thuyền không ai chăm sóc, nói không chừng còn bị người ta bắt nạt. Đi theo tuy nguy hiểm, nhưng nàng ta có thể chăm sóc bất cứ lúc nào. Lâm Nhất thì thấy không có vấn đề gì, trước mắt hắn đã khỏi được khoảng 7 phần rồi. Dù ở lại trên thuyền cũng có thể đi cùng dưới tình huống thần không biết quỷ không hay. Có điều thấy thái độ của tiểu cô nương như thế, trong lòng hắn ít nhiều gì cũng thấy ấm áp. Nhà đầu này, người tưởng chúng ta đang đi du sơn ngoạn thủy sao? Mang tên vô dụng này đi theo, nếu gặp phải nguy hiểm còn phải bảo vệ hắn, rõ ràng là một thứ phiền phức, một mình ngươi tùy hứng thì thôi đi, bây giờ còn muốn hại chết chúng ta nữa à? Lúc này, một giọng nói chói tai vang lên. Người vừa lên tiếng là Lục Tư Âm, nàng ta và mấy người Lãnh Phong đi tới, nghe thấy lời của Bạch Vân thì lên tiếng của trách. Bạch Vân bị tiếng của trách chói tai làm hết hồn, mặt lập tức đỏ lên, rõ ràng tỷ cướp kiếm của Lâm Đại Ca còn hà khắc như thế, tỷ không có chút lòng đồng cảm nào sao? Ngươi dám dạy dỗ ta ư? Lục Tư Âm lập tức xa sầm mặt, nhà đầu này mọi khi vâng vâng dạ dạ, hôm nay còn dám cãi lại nàng ta. Trong mắt nàng ta lập tức lộ vẻ tức giận. Nàng ta giơ tay đánh một bạt tai về phía Bạch Vân. Bạch Vân sợ hãi, vội vàng nhắm hai mắt lại. Chát! Có điều Lục Tư Âm còn chưa đánh xuống thì cổ tay đã bị một người giữ lại. Nét mặt Lâm Nhất vô cùng lạnh lẽo và nặng nề, hắn nắm cổ tay của đối phương, lạnh lùng nói các hạ đúng là nóng tính quá. Buông ta ra! Lục Tư Âm cảm thấy cổ tay mình hoàn toàn không thể cử động, vừa xấu hổ vừa tức giận. Cái tên kiếm nô nhà ngươi định làm gì đấy, mau buông Lục sư tỷ ra. Một đệ tử khá thân thiết với mấy người Lục Tư Âm lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhất. Ai cũng dương cung rút kiếm, dường như muốn ra tay bất cứ lúc nào. Lục Tư Âm bị Lâm Nhất giữ lấy cổ tay, dù phản kháng thế nào cũng không thể giãy ra được. Sắc mặt Lục Tư Âm vừa tái nhợt vừa nặng nề, nàng ta nổi giận, lạnh lùng quát cái tên vô dụng này, người muốn chết như thế sao? Tiểu kiếm nô, mau buông Lục sư tỷ ra. Trong mắt Lãnh Phong hiện lên sát khí, hắn ta rút binh khí trong tay ra. Keng keng. Những người khác cũng mang nét mặt không thân thiện, gần như rút binh khí cùng một lúc, đều nhắm thẳng về phía Lâm Nhất. Thấy thế. Lục Tư Âm cũng dần lấy lại bình tĩnh, cười khẩy, đúng là có khí phách, ta dạy dỗ một tiểu nha đầu ngươi cũng muốn nhúng tay vào, ngươi thử ra tay ta xem. Đồ vô dụng. Tự tìm đường chết. Lâm Nhất thầm thấy khinh thường, trong khoảng cách gần như thế, hắn có ít nhất 10 cách giết chết đối phương. Dù mới chỉ hồi phục 7 phần, nhưng hắn vẫn có thể giết chết đối phương rồi dễ dàng rời đi. Thật không biết đối phương lấy đâu ra can đảm mà nói chuyện với hắn với giọng điệu kiêu căng như vậy. Lâm đại ca, buông Tư Âm tỷ ra đi. Bạch Vân nâng mắt, thấy tình cảnh lúc này, nàng ta sợ đến mức nắm chặt lấy tay Lâm Nhất, không cho hắn làm bậy. Nhìn ánh mắt đáng thương của tiểu nha đầu, Lâm Nhất lặng lẽ thở dài, bất đắc dĩ buông đối phương ra. Nha đầu này thật sự quá tốt bụng. Đồ không biết điều. Ai ngờ hắn vừa mới buông tay,
Lục Tư Âm đã nghiêm mặt, đâm thanh kiếm vẫn còn nằm trong vỏ về phía ngực Lâm Nhất với tốc độ nhanh nhất. Không! Bạch Vân biến sắc, vội vàng chặn lại trước người Lâm Nhất. Phập! Vỏ kiếm lập tức đâm lên xương sườn trước ngực của Bạch Vân khẽ rên một tiếng rồi ngã vào lòng Lâm Nhất. Tình huống thế này khiến mọi người rất bất ngờ. Lục Tư Âm cũng hơi sửng sốt, nhưng nét mặt nàng ta nhanh chóng bình thường trở lại, bĩu môi nói, ngu xuẩn. Đừng! Bạch Vân nằm trong lòng Lâm Nhất giữ chặt lấy hắn không cho hắn di chuyển, gượng cười nói, Lâm đại ca đừng tức giận, ta không sao. Lâm Nhất mím môi, không nói một lời. Bạch Vân cười, nhưng hắn không cười nổi. Hắn ngước mắt, lạnh lùng nhìn về phía Lục Tư Âm. Vù! Lục Tư Âm lập tức như rơi xuống hầm băng, cả người vô cùng lạnh lẽo, nàng ta cảm nhận được một luồng sát khí vô tận đang bao quanh lấy mình, khiến nàng ta vô thức run rẩy. Chết tiệt, chuyện gì thế này, ánh mắt của tên nhóc đó. Chuyện gì thế? Động tĩnh quá lớn, Liễu Vân Yên nhoáng người, nhẹ nhàng đáp xuống, gương mặt lạnh lùng. Liễu sư tỷ, tên phế vật này mặt dày muốn xuống thuyền cùng bọn ta muốn giáo huấn một chút. Ai ngờ Bạch Vân sư muội lại đỡ một đòn giúp hắn. Lục Tư Âm thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Thú vị! Lâm Nhất xa sầm mặt, khóe miệng cong lên, bản lĩnh đảo lộn trắng đen của người phụ nữ này đúng là lợi hại. Không phải đâu, Lâm đại ca không xin ta, là ta sợ hắn ở trên thuyền không ai chăm sóc, còn bị người ta ức hiếp, cho nên muốn để hắn đi theo ta. Dù sao... Vết thương của hắn nặng như vậy, bây giờ mới được 2 ngày. Bạch Vân cố gắng đứng lên, nhỏ giọng nói, chỉ là vừa mới đứng lên đã ảnh hưởng tới chỗ đau, đau đến mức nhăn mặt. Trong mắt Liễu Vân Yên lóe lên tia sáng kỳ dị, tiến tới xem vết thương của nàng ta. Sau đó Liễu Vân Yên nhìn sang Lục Tư Âm, trong mắt Lục Tư Âm hiện lên vẻ hoảng loạn, nhất thời không nói được gì. Cách giáo huấn của ngươi ra tay cũng nặng đấy. Liễu Vân Yên không biểu lộ cảm xúc gì, nói. Ta sai rồi. Trước mặt Liễu Vân Yên, Lục Tư Âm không dám làm càn, cúi đầu nói. Liễu Vân Yên hừ lạnh một tiếng, chẳng mang để ý đến nàng ta, nhìn về phía Lâm Nhất, người đi theo đi, nhưng không được sự cho phép của ta, tuyệt đối không được hành động tùy tiện. Đa tạ sư tỷ. Bạch Vân xoa vết thương trước ngực mình, cười tủm tỉm nói. Lâm Nhất. Người đi theo ta. Sau khi phất tay đuổi đám người xem náo nhiệt đi, Liễu Vân Yên liếc nhìn Lâm Nhất, xoay người rời đi. Lâm đại ca. Không sao, ta qua đó trước. Lâm Nhất an ủi Bạch Vân một lúc rồi đi theo. Đợi đến chỗ yên tĩnh rồi, Liễu Vân Yên nhìn Lâm Nhất nói, các hạ vẫn không quên được kiếm táng hoa của mình đúng không? Lâm Nhất nghe vậy thì ngây ra, sau đó bừng tỉnh, liếc nhìn đối phương. Liễu Vân Yên này cảm thấy mình lừa Bạch Vân, cố ý để Bạch Vân đi cầu xin dẫn mình theo là để nhân cơ hội trên đường đi trộm lại kiếm táng hoa. Tùy cô nghĩ thế nào thì nghĩ. Lâm Nhất mất hứng, không muốn tranh biện. Đợi đến lúc hắn khôi phục thực lực hoàn toàn, lấy lại toàn bộ kiếm táng hoa và những bảo bối khác, lập tức rời khỏi đám người này là được rồi. Hắn không muốn ở lại nơi này thêm chút nào. Điều duy nhất không nỡ là cô nàng ngốc Bạch Vân kia. Đây là 50 viên linh ngọc tam phẩm, xem như ta bồi thường cho ngươi. Liễu Vân Yên lấy một chiếc túi nặng trịch ra, bình tĩnh nói. Lâm Nhất hơi ngạc nhiên, ra tay cũng hào phóng thật. Không hổ danh là thế lực cấp bá chủ dự bị, phải biết rằng mình có được 10 viên linh ngọc tam phẩm là đã quý nó như bảo bối. Đối phương tiện tay là lấy ra 50 viên linh ngọc tam phẩm. Nếu hắn có tài nguyên thế này, e rằng Tử Diên kiếm kình đã có thể tinh luyện xong từ lâu. Không muốn nhận sao? Liễu Vân Yên rụt trở về, hạ giọng nói, vậy thì khi nhiệm vụ lần này kết thúc, ta sẽ bảo Lục Tư Âm trả kiếm táng hoa lại cho ngươi, xem như ta nợ ngươi một phần nhân tình. Nhiệm vụ. Lâm Nhất hiểu ra, hóa ra là vậy. Nàng ta cảm thấy Lục Tư Âm có thể lấy được kiếm táng hoa, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, cũng hỗ trợ rất nhiều cho nhiệm vụ lần này. Xem ra nàng ta rất xem trọng Kim Liên Tử Hỏa.
Nhưng nếu nàng ta thật sự cảm thấy kiếm táng hoa ở trong tay Lục Tư Âm có thể phát huy uy lực thì đúng là chuyện nực cười. Kiếm này đã nhận chủ từ lâu. Muôn vàn chúng sinh trong thiên hạ, kiếm táng hoa chỉ nhận một mình Lâm Nhất. Dù người ngoài có cướp nó đi cũng không thể phát huy được chút uy lực nào, cùng lắm chỉ là một thanh kiếm bình thường hơi sắc bén mà thôi. Còn không sánh bằng huyền binh bình thường. Liễu cô nương, ta nói thật với cô, chuyện này không phải chỉ là chuyện của một thanh kiếm táng hoa. Lâm Nhất hạ thấp giọng nói, trừ kiếm táng hoa ra, ta còn có một viên yêu đan thiên phách, một thanh bảo binh thượng phẩm, một món bí bảo thượng cổ, một bức tranh truyền thừa đều bị Lục Tư Âm trộm đi mất. Liễu Vân Yên biến sắc, ánh mắt nhìn Lâm Nhất lộ ra vẻ thất vọng, lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Tin hay không thì tùy. Lâm Nhất khoanh hai tay trước ngực, thản nhiên nói. Tư thế và thái độ này đã hoàn toàn chọc giận Liễu Vân Yên. Theo nàng ta thấy, mình đường đường là nhân tài của Thư viện Thiên Phủ, hạ mình nói chuyện với ngươi như vậy lại đổi lại mấy lý do thoái thác sằng bậy, không có lề lối gì. Một tên kiếm nô chưa bước vào tử phủ sao có thể có những bảo vật lớn như vậy? Hắn xem nàng ta là đứa trẻ lên ba hay sao? Liễu Vân Yên lạnh lùng nói, vậy thì ngươi cứ đi theo đi, tốt nhất đừng để ta phát hiện ngươi có hành động gì quấy rối, nếu không, dù có nể tình Bạch Vân, ta cũng không tha cho ngươi đâu. Đúng lúc đó, trên thuyền bỗng vang lên tiếng xôn xao. Lâm Nhất quay đầu nhìn lại, trên mặt sông Bao La, một chiếc thuyền lớn đang tiến đến gần. Trên thuyền cắm chiến kỳ huyết vũ, ở bong thuyền có đông đảo võ giả trẻ tuổi chen chúc nhau, khí tức trên người ngưng tụ, toát ra sát khí lạnh lẽo. Lầu huyết vũ. Liễu Vân Yên biến sắc, không quan tâm đến Lâm Nhất nữa, vội vàng đi sang đó. Người của lầu huyết vũ cũng đã đến đây, tốc độ nhanh thật. Đám người này đúng là âm hồn không tan. Đệ tử của Thư viện Thiên Phủ ở trên thuyền đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Đám người đó là ai? Lâm Nhất đến bên cạnh Bạch Vân, lên tiếng hỏi. Trên mũi thuyền của đối phương có một người thanh niên mặc áo dài nam màu đen, cổ áo thêu chỉ đỏ, hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn ta nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại vô cùng u ám lạnh lẽo, rõ ràng không có ý tốt. Đó là người của lầu huyết vũ, người dẫn đầu là Phan Nhạc. Xếp hạng khá cao trong số đệ tử nội môn lầu huyết vũ. Hắn ta cũng có thực lực cảnh giới âm huyền tiểu thành. Bạch Vân hơi căng thẳng đáp, Thư viện Thiên Phủ của chúng tôi và lầu huyết vũ trong U Châu Thành xưa nay luôn bất hòa, lần này có chút rắc rối rồi đây. Lâm Nhất khẽ gật đầu, không nói gì nhiều. Ánh mắt hắn dừng trên người Phan Nhạc một lúc, chợt nhận ra điều gì, lặng lẽ rời tầm mắt. Sau lưng hắn ta có thể thấy một bóng người trùm áo choàng đen. Đeo mặt nạ Ly Miêu. Khí tức trên người vô cùng yếu ớt, nếu không phải kiếm ý của Lâm Nhất nhạy bén thì rất khó để phát hiện ra kẻ đó trong đám đông. Liễu Vân Yên, tốc độ của cô cũng nhanh thật, suýt chút nữa không đuổi kịp cô rồi. Trên con thuyền đối diện, Phan Nhạc lộ ra ý cười nồng đậm. Liễu Vân Yên thản nhiên nói, đuổi kịp thì đã sao, giành được Kim Liên Tử Hỏa mới tính là ngươi tài giỏi. Vậy thì hãy đợi xem. Ha ha! Phan Nhạc cười lớn mấy tiếng, khoảnh khắc xoay người lại, trong mắt lóe lên vẻ âm u lạnh lẽo. Thuyền lớn mau chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng trong lòng người của Thiên Phủ vẫn còn ám ảnh. Chuyến đi này e là không bình yên. Thuyền cập bờ, đám người của Thư viện Thiên Phủ xuống thuyền, cẩn thận đi xuyên qua rừng rậm. Khi mọi người bước vào sơn mạch huyết cốt thì bắt đầu gặp phải các loại yêu thú. Nhưng may là chúng đều không phải đối thủ của bọn họ. Hoàng hôn buông xuống, bởi vì ban ngày gặp phải đám người của lầu huyết vũ, Liễu Vân Yên lựa chọn hạ trại nghỉ ngơi. Lâm Nhất dựa vào cây cổ thụ, nhìn đám người bận rộn ở xa xa. Ngoài việc dựng trại, đệ tử của Thư viện Thiên Phủ còn bố trí linh văn, bày bố trận pháp ở mặt đất xung quanh, còn đặt rất nhiều bẫy, cực nhiều thủ đoạn. Dưới sự chỉ huy của Liễu Vân Yên, mọi thứ đều vô cùng trật tự. Người phụ nữ này cũng có chút bản lĩnh. Nhưng nàng ta hình như không thích mình cho lắm, đương nhiên Lâm Nhất cũng sẽ không chủ động tiếp cận. Vết thương của mình đã khôi phục khá tốt, nhưng mà Tử Diên kiếm kình chỉ mới tinh luyện được 7 thành. Nếu có thể tinh luyện đến 10 thành, cho dù mình có đối đầu với cảnh giới âm huyền đại thành cũng nắm được 5 phần thắng.
Lâm Nhất thầm nghĩ, nói tới nói lui vẫn là ba chữ, thiếu tài nguyên. Nếu có đủ nhiều linh ngọc tam phẩm thì không chỉ vết thương có thể hồi phục nhanh hơn, mà việc tinh luyện tử diên kiếm kình cũng không phải chuyện gì khó khăn. Lâm đại ca. Giọng nói của Bạch Vân vang lên, cô gái đó thò đầu ra từ trong trại, lén lút nhìn quanh, sau đó nhìn hắn cười nói, Lâm đại ca, vào đây một lát. Sau đó, nàng ta nhanh chóng rụt đầu, trốn vào trong. Cô nhóc này muốn làm gì đây? Lâm Nhất sờ mũi, có chút không hiểu ra sao. Đệ tử thư viện bận rộn xong đều đang làm việc riêng của mình, không có ai chú ý đến hắn. Lâm Nhất lách người chui vào trong. Lâm đại ca, cho huynh này. Hai tay nàng ta lấy từ trong chăn ra một đống linh ngọc tam phẩm, nhìn lướt qua ít nhất cũng phải 70 viên. Đây là... Lâm Nhất tỏ ra khó hiểu. Lâm đại ca, mấy ngày qua ta thấy huynh âm thầm tu luyện, chắc chắn rất muốn khôi phục thực lực đúng không? Sư tỷ nói vết thương của huynh rất nặng, có lẽ rất khó, ta không giúp được gì cho huynh, nhưng tặng huynh một ít linh ngọc thì ta có thể làm được. Cô nhóc hơi ngại ngùng nói. Mũi Lâm Nhất hơi cay cay, chua chát nói, sư tỷ cô cũng đã nói ta là phế nhân, cô tặng linh ngọc cho ta nhiều như vậy, không phải là lãng phí hết sao? Không đâu, cho dù không thể khôi phục thực lực thì cũng có thể giúp bồi dưỡng cho thân thể Lâm đại ca tốt hơn. Bạch Vân lập tức sửa lời hắn, sau đó cố chấp đưa cho Lâm Nhất, cười nói, hơn nữa, ta vẫn còn rất nhiều, số linh ngọc mà thư viện thiên phủ cho ta, ta để dành được nhiều lắm. Cô nhóc hô túi chữ vật trong tay, cười tủm tỉm nói. Đa tạ. Cuối cùng Lâm Nhất cũng nhận lấy, bởi vì hắn thật sự rất thiếu số linh ngọc này. Không không không, nếu Lâm đại ca thật sự khôi phục thực lực, ta cũng sẽ rất vui. Nghe Lâm Nhất cảm tạ, gương mặt Bạch Vân thoáng qua vẻ xấu hổ, vội vàng xua tay nói. Rời khỏi lều trại, Lâm Nhất nhìn túi chữ vật trong tay, muôn vàn cảm xúc đan xen, có lẽ cô nhóc này không biết rằng cô ấy đã giúp mình chuyện lớn thế nào. Đêm nay dốc sức luyện hóa thôi. Lâm Nhất không nghĩ nhiều, tìm một nơi yên tĩnh vắng người, lấy số linh ngọc tam phẩm ấy ra, ngồi xếp bằng. Khi kiếm quyết tầng 9 vận chuyển, linh khí thuần khiết chứa trong linh ngọc tam phẩm không ngừng tràn vào cơ thể. Nơi đan điền, đóa hoa tử diên như kết tinh từ băng, cánh hoa nở ra toàn bộ, tham lam hấp thu linh khí. Ầm. Toàn thân Lâm Nhất lập tức sảng khoái vô cùng, cảm giác sôi trào trước nay chưa từng có lan tràn khắp cơ thể. Vết thương huyền mạch trong cơ thể lành lại với tốc độ đáng kinh ngạc. Long tượng chiến thể của hắn vốn có năng lực hồi phục mạnh mẽ. Bây giờ có được nhiều linh ngọc tam phẩm thế này, đúng là như hổ mọc thêm cánh. Nhưng dã tâm của Lâm Nhất không chỉ là hồi phục vết thương. Hắn muốn nhân cơ hội này luyện hóa toàn bộ 70 viên linh ngọc tam phẩm luôn một lần, thử chuyển hóa toàn bộ chân nguyên thành tử diên kiếm kình. Đêm tối mênh mang, mấy tiếng đồng hồ sau, trời đã về khuya. Ánh trắng mờ nhạt xuyên qua lá cây rậm rạp, chiếu xuống doanh trại, màn đêm yên tĩnh mà an nhàn. Lâm Nhất chậm rãi mở mắt ra, thở ra luồng khí đục thật dài. 70 viên linh ngọc tam phẩm ở bên cạnh đã hoàn toàn cạn kiệt, trong mắt hắn lóe sáng, chứa sự sắc bén đáng sợ. Trong màn đêm, đôi mắt tựa như ngôi sao sáng rực. Đáng tiếc, vẫn còn thiếu một chút. 70 linh ngọc tam phẩm đã luyện hóa toàn bộ, tử diên kiếm kình mới tinh luyện được 9 thành. Chân nguyên chảy xuôi trong cơ thể. Trông có vẻ đã chuyển đổi hoàn toàn thành kiếm kình màu bạc sáng, cuồn cuộn giống như nước sông, trong lúc sao động ẩn chứa sự sắc bén mãnh liệt. Bây giờ, Lâm Nhất tin rằng, nếu gặp phải cao thủ cảnh giới âm huyền đại thành một lần nữa, hắn sẽ không đến nỗi chật vật giống trước kia. Còn cảnh giới âm huyền tiểu thành, trừ khi là yêu nghiệt, nếu không, hắn có thể dễ dàng chèn ép. Đương nhiên chuyện vui nhất là vết thương đã hoàn toàn phục hồi. Trong sự xung kích của linh khí dồi dào, vết thương vốn đã khỏi 7-8 thành nay đã hoàn toàn lành lặn. Bây giờ, thực lực hắn không chỉ quay về trạng thái đỉnh cao, mà còn tiến thêm một bậc. Lâm Nhất nắm chặt 5 ngón tay, lập tức cảm nhận được sức mạnh vô cùng cuộn trào bá đạo. Cảm giác này, tốt thật. Đột nhiên trong mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn về phương xa như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó,
phương xa bỗng có một luồng hơi thở bạo ngược và khủng bố truyền đến, kéo theo đó là những tiếng nổ ầm ầm, phá vỡ không khí yên tĩnh của ban đêm. Đệ tử gác đêm của Thư viện Thiên Phủ ngước mắt nhìn, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi. Đàn thú, yêu thú bạo động, tiếng hô thất thanh vang lên trong doanh địa. Tất cả mọi người giật mình tỉnh giấc. Nên đến cũng đã đến rồi. Sắc mặt Lâm Nhất bình tĩnh, không có chút gì là bất ngờ, thản nhiên nhìn về phía doanh trướng của Bạch Vân. Hắn không muốn quan tâm đến sống chết của đám người này. Còn có hắn ở đây, đừng ai nghĩ tổn thương cô bé kia dù chỉ là một chút. Bạo động, yêu thú bạo động. Tiếng gào rú khủng bố phá vỡ không gian tĩnh lặng, luồng sát khí hung tợn ở sâu trong sơn mạch huyết cốt đang điên cuồng khuếch tán, một đôi mắt đỏ như máu lóe lên trong đêm tối. Ngay sau đó, mặt đất rung chuyển dữ dội, yêu thú cuồn cuộn lao đến, hệt như một cơn sóng thần vĩ đại cuốn phăng hết thảy. Cảnh giới, cảnh giới. Dị động lớn như thế khiến đệ tử Thư viện Thiên Phủ lập tức tỉnh giấc, cả đám thay đổi sắc mặt, lộ vẻ hoảng hốt và cực kỳ khiếp sợ. Bóng dáng yêu thú mang theo sát khí nồng đậm vọt đến từ phía khu rừng, đối mặt với trận tập kích này, có vài tên đệ tử Thư viện Thiên Phủ đã chết thảm dưới móng vuốt dã thú ngay tại chỗ. Xì xì xì. Âm thanh chói tai vang lên, trong doanh trướng, từng bóng người lao ra như tia chớp. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt bọn họ nhanh chóng thay đổi, trông có vẻ rất khó coi. Đáng chết, là chuột long nham, khuôn mặt Liễu Vân Yên trở nên lạnh lẽo. Nhìn đám chuột long nham có dáng đứng thẳng như người, cao đến 3 mét, cơ bắp cường tráng, da thịt như sắt thép, sắc mặt nàng ta lộ vẻ cực kỳ nghiêm túc. Chuột long nham chỉ là yêu thú huyền võ tầng 8, nhưng bọn chúng di chuyển rất linh hoạt, móng vuốt sắc bén, thêm vào đó là sức phòng ngự kinh người, nên một khi xuất hiện thành đàn thì khó mà giải quyết được. Đã có chuyện gì? Không hiểu sao đám chuột long nham này lại phát động công kích với chúng ta. Đáng sợ, số lượng này thật sự có hơi nhiều. Hiện trường rơi vào hỗn loạn, trong lúc giao đấu, các đệ tử của Thư viện Thiên Phủ đều lộ vẻ kinh hoàng. Đúng lúc này, một luồng uy áp kinh khủng đột ngột bộc phát từ giữa không trung, đó là Liễu Vân Yên. Nàng ta hoàn toàn bộc lộ khí thế của cảnh giới Tử Phủ Tiểu Thành. Dưới luồng uy áp khủng bố kia, đàn chuột long nham thoáng khựng lại vài giây. Chết! Trong mắt nàng ta lóe lên tia sáng lạnh, thân hình nhoáng lên một cái, rơi xuống đất, kiếm lập tức ra khỏi vỏ, những nơi mũi kiếm quét qua, gần như là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chỉ trong chốc lát, đã có vài con chuột long nham bị nàng ta bổ làm đôi. Mọi người chớ sợ, có Liễu sư tỷ ở đây, đám yêu thú này không ngông cuồng được bao lâu đâu. Ngay thời khắc mấu chốt, Liễu Vân Yên ra tay, cuối cùng thì mọi người cũng tạm an tâm. Sau khi lấy lại bình tĩnh, các đệ tử liền ra tay chống trả, chân nguyên mạnh mẽ điên cuồng bộc phát, cả đám vọt vào bầy yêu thú, ra sức chém giết. Trận chiến đột ngột khai hỏa, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp trời đất, máu tươi chảy lênh láng. Lâm Nhất bình tĩnh nhìn tất cả những gì đang diễn ra. Cuộc chiến trong doanh địa cực kỳ hỗn loạn, sau khi Liễu Vân Yên mạnh mẽ ra tay, thế cục tạm thời được ổn định. Nhưng trận này sẽ không nhẹ nhõm như đám đệ tử thư viện đã tưởng tượng đâu. Số lượng chuột long nham rất nhiều, ít nhất có hơn 100 con, gấp 3 lần số đệ tử thư viện. Hơn nữa đàn chuột này hung hãn không sợ chết, hiển nhiên có gì đó bất thường. Là người kia ư? Lâm Nhất nhớ đến người trên thuyền lớn mà hắn đã chú ý khi ở lầu huyết vũ vào lúc ban ngày. Người nọ mang mặt nạ hình con báo màu đỏ như máu. Thoạt nhìn rất quái đản. Hắn quét mắt nhìn quanh một lượt, nhanh chóng tìm thấy Lục Tư Âm giữa đám đông. Trên tay nàng ta cầm kiếm táng hoa của hắn, đang đối chiến cùng mấy con yêu thú. Với cảnh giới bán bộ tử phủ, khi đối mặt với chuột long nham, nàng ta có thể hiên ngang, không sợ hãi. Có điều, càng về sau, số lượng ngày càng nhiều, nàng ta thật sự ứng phó không nổi. Trong lúc giao chiến, Lâm Nhất phát hiện thỉnh thoảng đối phương lại liếc nhìn kiếm táng hoa trong tay bằng ánh mắt nghi hoặc. Rõ ràng thanh kiếm này có thể so sánh với bảo khí huyền binh, sao vào tay nàng ta lại chẳng khác gì phàm binh thế này. Không những không thể gia tăng thực lực,
mà trái lại còn khiến chiến lực của nàng ta giảm sút đi nhiều. Thông quan khẩu hình miệng, Lâm Nhất có thể đoán được đối phương đang mắng cái gì. Hiển nhiên là đang tức giận vì sao kiếm táng hoa không nâng cao thực lực của nàng ta. Không bao lâu sau, cô sẽ không còn cảm thấy phiền vì việc này nữa, Lâm Nhất nhếch môi cười lạnh, khuôn mặt âm u đến đáng sợ. Sao vậy? Đúng lúc này, Bạch Vân đang ở trong doanh trướng ló đầu ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong doanh địa, sắc mặt nàng ta trắng bệch, khẽ run lên. Nhưng khi thấy sư tỷ Liễu Vân Yên đang ra sức chiến đấu cùng yêu thú, nàng ta không chút do dự, lập tức khởi động chân nguyên, vọt vào chiến trường. Vù vù. Tuy nhiên, ngay khi Bạch Vân vừa di chuyển thì bỗng có một con chuột long nham hung hãn xông về phía nàng ta. Chuột lang nham cao 3 mét từ trên trời giáng xuống, móng vuốt sắc bén lóe lên tia sáng chói lóa trong bóng đêm. Con chuột lang nham hung tợn kia liếc nhìn Bạch Vân, thấy nàng ta còn chưa rõ tình huống, nó nhếch miệng cười dữ tợn, móng vuốt mạnh mẽ chộp về phía đầu nàng ta. Kinh hãi trong nháy mắt, kiếm hư vô phát. Một luồng kiếm quang màu bạc xinh đẹp thình lình lao đến với tốc độ xé gió, phút chốc đâm xuyên qua đầu con chuột long nham kia. Máu tươi bắn ra tung tóe, thân hình đồ sộ ầm ầm ngã xuống. Chuột long nham khổng lồ, thoạt nhìn có chút khó chơi, vậy mà lại dễ dàng đổ gục bởi một kích của Lâm Nhất, hơn nữa còn hết sức lưu loát. Kiếm y sắc bén và ác liệt cùng kiếm quang táo bạo của hắn vốn là khắc tinh của đám yêu thú chuyên về phòng ngự. Chuột long nham chết một cách đột ngột khiến Bạch Vân đứng ngẩn ra tại chỗ. Tuy vậy, nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Toàn bộ doanh địa đã hỗn loạn đến đỉnh điểm, đám yêu thú ngày càng công kích dữ dội hơn, ánh mắt chúng đỏ bừng, hệt như có một ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Sâu trong đôi đồng tử đỏ sẫm kia có thể loáng thoáng nhìn thấy một ấn ký quái dị, dường như có người đang âm thầm điều khiển tất cả. Cục diện dần trở nên máu tanh, các đệ tử thư viện Thiên Phủ có mặt trong doanh địa đã bắt đầu kiệt sức. Trong mắt Liễu Vân Yên lóe lên tia bối rối. Không hiểu sao uy áp tử phủ của nàng ta không thể trấn nhiếp được đám yêu thú này. Bất giác, nàng ta nhớ đến cảnh tượng trên sông Nộ Long và nụ cười âm u của Phan Nhạc trước khi rời đi. Lầu Huyết Phú. Hiển nhiên, biến cố đột ngột này là do Lầu Huyết Phú giở trò quỷ, hòng muốn tiêu hao binh lực của bọn họ, khiến bọn họ mất đi khả năng tranh đoạt Kim Liên Tử Hỏa. Nhưng dù đoán được thì đối mặt với cục diện trước mắt, nàng ta cũng đành bất lực. Ngay cả việc kẻ địch thật sự đang ẩn nấp ở đâu cũng không biết được. Cùng lúc đó, có khoảng 10 con chuột long nham bao vây Bạch Vân. Tính tình cô nhóc này rất cương quyết, rõ ràng bản thân đang ở bên ngoài vòng chiến, không quá nguy hiểm, vậy mà sau khi được Lâm Nhất âm thầm ra tay cứu giúp một lần, vẫn không chịu thay đổi ý định, một mực chạy về phía Liễu Vân Yên. Nhưng vừa đi được vài bước thì lại gặp phải phiền toái. Cô nhóc này đúng là không để người ta an tâm được mà. Lâm Nhất thầm cười khổ, lẳng lặng thi triển thất huyền bộ, nhanh chóng tiến đến gần. Khi trông thấy có hơn 10 con chuột long nham, trong mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh, thân hình nhoáng một cái, hai ngón tay khép lại làm kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khoảnh khắc hai ngón tay điểm ra, hệt như một thanh kiếm sắc bén, lại như phi châm lao ra với tốc độ tia chớp. Tuy trong tay không có kiếm nhưng duệ khí lại không hề giảm đi, mỗi một lần đều điểm ngay mi tâm của chuột long nham. Kiếm quang sắc bén và ác liệt xuyên thủng qua mi tâm, máu tươi trào ra, hàng rào phòng ngự vững chắc của chuột nham long lại không chịu nổi một kích của Lâm Nhất. Đến khi hắn rơi xuống đất, khoảng 10 con chuột long nham đã ào ào ngã gục, mất đi sinh cơ. Lâm đại ca, khi nhìn thấy Lâm Nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã trắng bệch của Bạch Vân lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Nàng ta vội vàng chạy đến, nắm lấy góc áo hắn. Nhóc con, giờ biết sợ rồi à? Nhìn thấy dáng vẻ của nàng ta, Lâm Nhất bất đắc dĩ cười nói. Nghe hắn nói vậy, cô nhóc lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng chợt nhớ ra cái gì đó, ánh mắt Bạch Vân liền lóe sáng, mừng rỡ nói, Lâm đại ca, huynh, thực lực của huynh đã khôi phục rồi sao? Xem như đã khôi phục, Lâm Nhất cười khẽ. Tuy thực lực đã khôi phục, nhưng chưa lấy lại được kiếm táng hoa thì không xem là khôi phục chân chính được. Thật là lợi hại. Ánh mắt cô nhóc lộ vẻ sùng bái, trong lúc nàng ta còn chưa kịp phản ứng thì 10 con chuột long nham đã ngã lăn ra đất,
thực lực thế này khiến nàng ta có cảm giác, dường như đã có thể so sánh được với sư tỷ Liễu Vân Yên trong lòng nàng ta rồi. Phải biết, trong tâm trí của một thiếu nữ như Bạch Vân thì Liễu Vân Yên vốn là tồn tại sánh ngang với thần đấy. Vậy huynh giúp chúng ta nha, có được không? Cô nhóc tỏ vẻ đáng thương nhìn Lâm Nhất, lên tiếng cầu xin. Hiện tại, đệ tử thư viện Thiên Phủ đã tử thương không ít, nếu còn tiếp tục như vậy thì không biết sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Nếu Lâm Nhất đã mạnh như thế thì đương nhiên cô nhóc này sẽ không bỏ qua cơ hội nhờ hắn hỗ trợ. Thế nhưng, ở thư viện Thiên Phủ, Lâm Nhất đã bị đối xử như thế nào chứ? Ngày thường, đám đệ tử của thư viện vẫn luôn tỏ thái độ khinh thường hắn, há miệng ngậm miệng đều là kiếm nô. Chưa kể, ả tiện nhân Lục Tư Âm kia còn trộm đi chí bảo của hắn, chiếm đoạt kiếm táng hoa của hắn. Ngay cả Liễu Vân Yên cũng mặt trái mặt phải với hắn, e là từ tận đáy lòng nàng ta vẫn luôn xem thường hắn. Sau tất cả những điều đó, sao hắn có thể ra tay chứ? Trong toàn bộ thư viện Thiên Phủ, hắn chỉ để tâm đến một người. Ngoại trừ Bạch Vân, hắn lười phải để tâm đến sống chết của kẻ khác. Ai biết được sau khi ra tay sẽ bị bọn họ phỉ báng như thế nào? Không bàn việc này nữa, muội ngoan ngoãn ở lại đây đi, không được đi đâu cả. Ta đảm bảo không ai dám làm tổn thương một sợi tóc của muội, sắc mặt Lâm Nhất bình tĩnh, thản nhiên nói. Muội biết có rất nhiều sư tỷ, sư đệ không thích Lâm đại ca. Tư Âm tỷ còn đoạt bảo kiếm của huynh, thế nhưng, ngày thường mấy người sư tỷ Liễu Vân Yên rất là tốt với Bạch Vân, bọn họ đều là người tốt, nói đến đây, hốc mắt cô nhóc đỏ bừng, cắn môi nói, nếu Lâm đại ca không bằng lòng giúp, tiểu Bạch Vân cũng không dám miễn cưỡng, nhưng muội không thể thờ ơ đứng đây nhìn được. Tim Lâm Nhất mềm nhũn, hắn xoa xoa trán, tỏ vẻ đau đầu rồi nói, sợ muội rồi đấy. Ta chỉ giúp muội một lần này thôi nhé, nhưng muội phải đồng ý với ta là ở lại đây, không được đi đâu cả. Ừm, ta biết Lâm đại ca là người tốt mà, chắc chắn huynh sẽ không thấy chết mà không cứu. Bạch Vân nên khóc, nhoẻn miệng cười, ánh mắt lóe lên tia danh mãnh, khuôn mặt lộ rõ sự mừng rỡ, cái đầu nho nhỏ gật gù, nói ta đồng ý với Lâm đại ca, ta sẽ ở đây, không đi đâu cả. Cô nhóc rất vui. Không chỉ vì Lâm Nhất ra tay giúp đỡ, mà điều khiến nàng ta vui hơn chính là Lâm đại ca là một người tốt. Nhìn thấy tia danh mãnh lóe lên trong đôi mắt Bạch Vân, sau đó biến mất, Lâm Nhất bất đắc dĩ mỉm cười. Rõ ràng là cô nhóc này bày kế với hắn, muốn bẫy hắn đây mà. Nhìn thấy ánh mắt Lâm Nhất, sắc mặt Bạch Vân ửng đỏ, vội nói tránh đi, Lâm đại ca, huynh định ra tay như thế nào? Lâm Nhất nhắm hai mắt lại, tản ra kiếm ý của bản thân. Kiếm ý nhạy cảm có thể cảm nhận được một vài chấn động kỳ quái trên không trung. Sau nửa ngày, hắn mở mắt ra, khẽ cau mày, lộ vẻ nghiêm túc, thận trọng nói với Bạch Vân, nhóc con, muội đã đồng ý với huynh sẽ ở lại đây, không được đi đâu cả, nếu muội mà xảy ra chuyện gì, dù ta có giết sạch người trong thiên hạ thì cả đời này cũng không cách nào thôi áy náy được. Sự quan tâm của hắn khiến Bạch Vân không biết phải làm sao, chỉ đành khẽ gật đầu. Sau khi Lâm Nhất rời đi, cô nhóc chợt nhớ đến điều gì đó, vội nói, Lâm đại ca. Ta đồng ý với huynh. Nhưng huynh, nhất định phải quay về đấy. Lâm Nhất có hơi khựng lại, sau đó nhoẻn miệng cười. Rồi thân hình hắn nhoáng lên một cái, biến mất trong màn đêm tăm tối. Hồng hộc. Trong màn đêm mênh mang, Lâm Nhất lao xuyên qua rừng cây tăm tối, vẻ mặt nghiêm trọng, không dám lơ là. Thiếu niên dừng lại trên nhánh của một cây cổ thụ, hai mắt nhắm lại một lần nữa. U. Giây phút khi hai mắt nhắm lại, kiếm ý nhạy bén của hắn lại lần nữa cảm nhận được làn sóng dao động quái dị trong không khí. Giống như có nữ quỷ đang gào khóc trong màn đêm tăm tối, lại giống như một loại nhạc cụ kỳ dị nào đó đang phát ra âm thanh u lạ lùng. Là bên phía kia sao? Mở hai mắt ra, dưới ánh trăng, rừng núi âm u lác đác ánh trăng rọi xuống. Tầm mắt của hắn nhìn về phía xa xa, âm thanh dường như truyền tới từ chỗ đó. Hẳn là không sai rồi, đối với kiếm ý của bản thân, hắn vẫn cảm thấy khá tự tin. Không do dự nhiều thi triển thất huyền bộ, bóng hắn lóe lên như tia chớp lao xuyên qua rừng cây, phảng phất tựa như một bóng ma.
khoảng cách ngày càng gần, âm thanh kỳ lạ kia không cần phải cảm nhận nữa mà đã có thể nghe thấy rất rõ ràng. Quả nhiên, sự việc chuột long nham nổi điên là do có người âm thầm đứng sau thao túng. Không hề có tín hiệu báo trước, bước chân của Lâm Nhất đột nhiên dừng lại. View. Vài hắc y nhân thình lình lao ra khỏi khu rừng rậm, từng đôi mắt lạnh lùng nhắm thẳng về phía hắn. Giết chết hắn. Hắc y nhân không hề do dự, thế tấn công đáng sợ lập tức được mở ra, lao về phía Lâm Nhất chém giết. Thú vị, xem ra người đứng sau chuyện này trong khoảng thời gian ngắn khó mà dứt ra được để tới đây. Chẳng qua chút bản lĩnh này mà cũng muốn giết ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Nhìn nhóm hắc y nhân lao đến chém giết, trong mắt Lâm Nhất bỗng bung ra phong mang lạnh lẽo, sắc bén. Một giây sau, tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên bên trong cơ thể, lúc năm ngón tay siết chặt, có luồng quyền mang lạnh lẽo bùng ra quang mang màu bạc cực kỳ chói mắt. Thân như long tượng, quyền như kiếm, tử diên kiếm kình sôi sục trong cơ thể lập tức bung ra. Quyền mang dưới sức ngưng tụ của kiếm kình, khí thế long hổ đã đạt đến mức sắc bén trước nay chưa từng có, giống như một tia sét màu bạc xé toạc bầu không. Rầm rầm rầm. Quyền mang xẹt qua như tia chớp, lấy khí thế không gì địch nổi dễ dàng đánh lui mấy người này. Cơ thể bọn chúng ở giữa không trung nổ thành từng đám xương máu, một đòn đòi mạng, mạnh mẽ đến mức khiến người ta run sợ. Hắn bây giờ, chân nguyên đã có 9 phần chuyển hóa thành tử diên kiếm kình, đối diện với đối thủ có tu vi kém mình thì đã có thể hoàn toàn nghiền nát bọn họ. Bất cứ phòng ngự nào ở trước mặt tử diên kiếm kình nổi tiếng sắc bén này đều chẳng khác gì một con bướm giấy. Một đòn đòi mạng, đâm là vỡ. Vươn tay lên phẩy một cái, tịch thu hết túi chữ vật ở giữa không trung của đám người nọ. Loại cảm giác này thật là tốt, nếu sau khi lấy lại được táng hoa kiếm thì cho dù có phải đối đầu với kẻ có cảnh giới âm huyền tiểu thành thì ta cũng sẽ không thua về tu vi nữa. Khóe môi khẽ cong lên ý cười, trên gương mặt anh tuấn của thiếu niên dưới ánh trăng trông càng có vẻ tự tin vô cùng. View. Lâm Nhất đáp xuống đất sau đó lại đạp người bay lên không trung, giống như mũi tên bắn khỏi cung, trong bóng tối mênh mang, hắn tiếp tục do thám khu vực xung quanh. Càng lúc càng đến gần nơi trú ẩn của kẻ đứng sau thao túng thì số lượng hắc y nhân mà hắn gặp trên đường lại càng đông. Chẳng qua đám người này có tu vi không cao, đa phần đều là huyền võ tầng thứ 7 thứ 8. Cảnh giới như vậy, cho dù là Lâm Nhất chưa từng ra khỏi Đại Tần thì cũng chẳng đáng để hắn phải bận tâm. Huống hồ là Lâm Nhất bây giờ đã khác xưa, hắn dễ dàng nghiền nát bọn họ như bóp một cành cây mục. Đó là... Trên một cây cổ thụ cao chọc trời, Lâm Nhất đứng trên ngọn cây, phía trước là một khu đất trống trải, có một trận pháp linh văn vô cùng cổ quái. Điểm cuối trong trận có khảm một viên linh ngọc tam phẩm, chớp mắt nhìn kỹ lại, trận pháp này ít nhất phải dùng đến hơn 1000 viên linh ngọc tam phẩm. Dưới ánh trăng trông nó vô cùng to lớn. Giữa trung tâm trận pháp có một hắc y nhân đang ngồi khoanh chân, xung quanh người hắn ta đặt hơn 10 bộ xương đầu. Khiến cả trận pháp này trở nên vô cùng quái dị. Khi trận pháp vận chuyển, khí tức là ác bao trùm xung quanh, trong luồng khí chết chóc mù mịt có một thứ gì đó tồn tại khiến người ta căm ghét đến khó mà diễn tả được bằng lời. Hào phóng thật đó. Nhìn trận pháp bên trên khu đất trống, trong lòng Lâm Nhất thầm ngạc nhiên, số lượng linh ngọc này vô cùng quý giá. View. Đúng vào lúc này, bóng người bên trong chiếc áo bào đen bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt âm u lạnh lẽo mà sâu thẳm xuyên qua từng gốc cây cổ thụ chọc trời, hướng thẳng về phía Lâm Nhất. Quả nhiên là hắn ta. Dưới ánh trăng, Lâm Nhất nhìn rõ được dáng vẻ của đối phương, người nọ đeo mặt nạ hồ ly, miệng đang thổi chiếc sáo làm từ xương. Theo âm thanh tiếng sáo xương vang lên, trận pháp cũng vận chuyển điên cuồng, những bộ xương đầu đặt xung quanh hắn ta cũng không ngừng tỏa ra làn khói đen quái dị. Đoán không sai. Trận pháp này chính là trận pháp dùng để thao túng đám chuột long nham kia. Người này chính là hắc y nhân quái dị đứng bên cạnh phan nhạc của lầu huyết vũ mà sáng nay hắn gặp trên sông Nộ Long. Tên này, đúng vào lúc quan trọng thì chạy tới gây rối. Trong mắt bên dưới lớp mặt nạ của hắc y nhân thoáng vẻ bực dọc, tiếp đó bung ra sát ý lạnh băng, âm thanh sáo xương trong tay hắn ta bỗng nhiên thay đổi. Uỳnh ầm ầm. Bỗng nhiên. Có luồng khí thế càng đáng sợ tuôn ra từ trên người hắc y nhân.
Từng luồng khí chết chóc ảo ạt bỗng chốc thổi bùng lên trong trận pháp, sau đó quét thẳng về phía Lâm Nhất. Quái lạ! Lâm Nhất lần đầu tiên đối diện với sát chiêu như vậy, đầu mày khẽ nhíu lại, nhưng cũng không quá hoảng hốt. Rồng ngâm hổ gầm trên người hắn, kiếm huy bùng lên, nhấc tay nện ra một quyền. Đi kèm với âm thanh kiếm ngâm vang thấu trời, quyền mang đập mạnh vào luồng khí chết chóc như đám xương đen đang quét về phía hắn. Uỳnh ầm ầm. Mặt đất bỗng nhiên rung lên bần bật, những gốc cây cổ thụ chọc trời bị dư âm nghiền nát. Growl. Luồng khí chết chóc kia bị đánh cho tan tác, nhưng vừa mới tan ra liền lập tức chuyển động, chỉ chớp mắt sau lại hóa thành những cái đầu lâu trông vô cùng dữ tợn rồi lao thẳng về phía Lâm Nhất tấn công. Long hổ quyền, kim cương ấn. Hai cánh tay Lâm Nhất giang ra, bật người bay lên không trung, giữa không trung, hai bàn tay hắn bắt chéo nhau không ngừng biến đổi. Đợi đến khi đám đầu lâu kia sắp nhào đến, quang mang màu bạc như ngọn núi lửa sôi sục bùng ra giữa hai tay hắn, hắn đưa tay đẩy mạnh nó về phía trước. Rầm! Trong tiếng nổ rung trời, đám đầu lâu như biến thành thực thể kia bị nổ tanh bành. Chân nguyên sắc bén quá! Đáy mắt người đàn ông đeo mặt nạ trong trận lóe lên vẻ kỳ lạ, một giây sau luồng khí chết chóc ngập trời lại cuộn lên lần nữa, nó không ngừng hội tụ lại trong không trung, nhồi thành một đám xương đen mờ mịt. Thuật phệ hồn. Dưới sự thôi thúc của sáu xương, đám xương đen kia cuộn thành một cục máu thịt, sau đó biến hóa thành một bàn tay màu máu khô gầy. Bàn tay to cỡ 10 trượng, như thật lại như giả, hư hư thực thực mang đến cảm giác vô cùng kỳ quặc. Chỉ chớp mắt, bàn tay màu máu to lớn này chụp xuống chỗ Lâm Nhất, bao vây lấy hắn. Khí thế sắc bén mà đáng sợ dường như thực sự muốn nghiền nát linh hồn hắn. Không biết tự lượng sức. Hắc y nhân bên dưới lớp mặt nạ cười thầm trong lòng, bị thuật phệ hồn bao vây thì đối phương chỉ có nước chết. Phục ma ấn, lấy kiếm phục ma. Nhưng ai biết được, chỉ một giây thoáng qua đã có một thanh kiếm khổng lồ lấp lánh ánh bạc đâm thủng bàn tay màu máu. Từ trong cái lỗ lớn do thanh kiếm đâm thủng, một bóng hình nhảy ra ngoài dưới ánh trăng. Giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Kiếm thế khắp người Lâm Nhất bùng lên. Giữa không trung kiếm ý tràn ra mang theo uy lực hàng phục ma quỷ, phẫn nộ giết đến. Chư thiên ấn, kiếm rọi khắp trời. Bàn tay kết ấn, chân nguyên khắp người dần ngưng tụ thành 18 luồng kiếm quang ghép lại thành hình chiếc quạt, xông thẳng lên tận tầng mây. Kiếm ý mênh mang chống cả một bầu trời chỉ thuộc về kiếm. Dưới sự hỗ trợ của chư thiên ấn, Lâm Nhất như tia chớp lao vào trong trận, vung tay lên nện một quyền. Tấn công vào Hắc Y Nhân đang ngồi khoanh chân. Đáng ghét. Trong mắt Hắc Y Nhân bỗng lộ ra vẻ hoảng hốt, nhanh quá, một quyền này khiến hắn ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Lâm Nhất đánh vào trong trận khiến hắn ta bất ngờ không kịp trở tay. Vào giờ phút quan trọng, cuối cùng vẫn bị chặn lại, thực sự khiến hắn ta cảm thấy không cam tâm. Nhưng quyền mang đã tới, không lui cũng phải lui. Hắc y nhân cực kỳ bất đắc dĩ đặt cây sáo xương xuống, cơ thể lóe lên. Rắc rắc rắc. Chỉ thấy từng bộ xương đầu đang bốc khói đen trên mặt đất lần lượt nứt ra, trận pháp nghịch chuyển. Một xoáy ốc màu máu bỗng xuất hiện trong không trung bám lấy cơ thể Hắc y nhân đang muốn bỏ chạy. Phụt. Khi ánh sáng như xúc tu kia cắm vào trong cơ thể hắn ta, Hắc y nhân bỗng nôn ra một ngụm máu tươi. Trận pháp phản vệ khiến hắn ta bị thương nghiêm trọng. Lâm Nhất có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, khí thế trên người đối phương đã suy yếu chỉ còn lại 5 phần. Vết thương nặng đến mức nào, có thể tưởng tượng ra được. Vừa khéo, tranh thủ người yếu cho người tiêu luôn. Kim cương ấn, phá không ấn, phục ma ấn, chư thiên ấn, tứ ấn hợp nhất. Trên người Lâm Nhất liên tiếp bùng ra luồng khí tức khủng khiếp, từng đạo ấn ký liên tiếp thành công ngưng kết. Đợi đến khi tứ ấn chồng chất lên nhau, đạt đến mức độ khủng khiếp. Hoàn toàn không giống khí thế của một người có cảnh giới bán bộ tử phủ có thể làm được. Muốn chết. Đáy mắt Hắc Y Nhân lóe lên vẻ phẫn hận, nhấc tay lên hung hăng đập về phía Lâm Nhất đang đáp xuống. Bốp. Bàn tay màu máu khô đét khổng lồ thình lình hình thành giữa không trung sau đó táp về phía Lâm Nhất. Rầm. Quyền mang và bàn tay màu máu va đập mạnh vào nhau, trong đầu Lâm Nhất bỗng xuất hiện rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Người ở giữa không trung bỗng thoáng thất thần,
nơi mà tầm mắt chạm đến đều là biển máu và núi thây, hắn như thể đang đứng trong địa ngục nhân gian. Huyễn cảnh. Hừ, nếu không phải vì muốn duy trì trận pháp, ta muốn giết ngươi dễ như bóp chết một con kiến. Thấy Lâm Nhất đang chìm vào trong huyễn cảnh, Hắc Y Nhân lạnh lùng cười một tiếng, bật người bay lên không trung. Bàn tay trắng bệch khô đét giấu sâu bên trong ống tay áo, dưới ánh trăng trông hệt như bộ xương khô nhằm vào ngực Lâm Nhất đâm qua. Nhưng vào lúc hắn ta sắp chạm đến nơi, cơ thể Lâm Nhất bỗng bùng lên kiếm ý chói lọi, thần sắc trong mắt hắn cũng vô cùng tỉnh táo, có phong mang hội tụ. Mắc bẫy rồi. Trong lòng Hắc Y Nhân thầm kinh hãi, kiếm ý của gã này rõ ràng chỉ chốc lát đã có thể chém nát huyễn cảnh. Hắn là muốn đợi hắn ta đến gần mới cố ý lộ ra sơ hở này. Muốn chạy, muộn rồi. Lâm Nhất lạnh lùng hừ một tiếng, dùng dư âm uy lực của tứ ấn hợp nhất, không hề lưu tình mà nện thẳng lên ngực đối phương. Phụt. Hắc Y Nhân lập tức nôn ra một ngụm máu tươi, cơ thể bị đánh bay ra ngoài, nện thẳng xuống mặt đất. Ánh mắt Lâm Nhất như điện, cơ thể lóe lên bèn đuổi theo. Chỉ là khi hắn đáp xuống đất, mặt đất đã không còn bóng dáng của đối phương nữa, chỉ có một cái mặt nạ rơi lại. Ngẩng đầu lên nhìn, thấp thoáng thấy được bóng lưng của đối phương bị bóng đêm nuốt chừng. Chạy cũng nhanh đấy. Nhặt chiếc mặt nạ hồ ly màu đỏ kia lên, Lâm Nhất không đuổi theo nữa. Người này có chút kỳ lạ, nếu không và bị trận pháp phản phệ thì sẽ không dễ dàng thua dưới tay mình như vậy. Huống hồ, trong tay hắn không có kiếm. Đối phương nếu như còn có con át chủ bài nào khác thì cùng không dễ đối phó. Trong doanh địa của Thư viện Thiên Phủ, máu chảy thành sông, trong không khí ngập mùi máu tanh nồng. Đệ tử Thư viện còn chưa kịp hoàn hồn từ trong cuộc chiến chật vật đã ngạc nhiên phát hiện ra đám chuột long nham không sợ chết kia đột nhiên tháo lui như nước thủy triều rút. Phảng phất như tỉnh lại từ trong giấc mộng, bọn chúng vứt lại thi thể của đồng loại sau đó rít gào rút lui. Chuyện gì xảy ra? Tất cả đệ tử thư viện đều mang vẻ mặt khó hiểu. Kỳ lạ. Trong mắt Liễu Vân Yên thoáng vẻ nghi hoặc, nhưng nghĩ lại thì vẫn thu kiếm vào vỏ, trầm giọng nói, kiểm đếm thương vong, ngoài ra không được lơ là, đám yêu thú này bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại. Tất cả mọi người như chút bỏ được gánh nặng, trong doanh địa vang lên từng hồi tiếng kêu đau. Bạch Vân, đám này đều là do ngươi giết sao? Lợi hại quá đi. Ông trời ơi, 18 con chuột long nham, đều là một kiếm đâm chung mi tâm. Chốc lát sau, trong doanh địa bỗng vang lên một hồi tiếng hô kinh ngạc, tất cả mọi người vây xung quanh Bạch Vân, nhìn đống thi thể ngổn ngang trên đất, ai nấy đều giật mình kinh hãi. Đầu mày Liễu Vân Yên khẽ nhíu, từ từ bước qua. Gương mặt Bạch Vân khẽ ửng đỏ, vội vàng phất tay nói, không phải đâu, là Lâm Nhất, những con chuột này đều là do Lâm đại ca giết. Hơn nữa, huynh ấy nói đám yêu thú này là do có người đứng sau thao túng. Bây giờ người đứng sau thao túng kia chắc chắn đã bị Lâm đại ca đánh bại rồi, nếu không thì chuột long nham chắc chắn sẽ không rút lui. Trong giọng điệu lời nói của thiếu nữ có vẻ rất phấn khích. Làm được rồi, Lâm đại ca thực sự làm được rồi. Lâm Nhất. Trong đáy mắt của tất cả mọi người bỗng lộ ra vẻ ngạc nhiên hết sức, bọn họ không dám tin. Nhà đầu chết tiệt, ta nói đầu óc ngươi có bệnh à? Đúng vào lúc này, chỉ thấy Lục Tư Âm vẻ mặt hằm hằm tức giận đi qua, lạnh lùng nói, nhà đầu chết tiệt này, nói nhăng nói cuội cái gì đó, một kiếm nô có thể giết được nhiều chuột long nham thế này. Yêu thú này rõ ràng là do chúng ta vất vả đánh lui, ngươi lại nói là công lao của tên vô dụng kia, ngươi muốn chết à? Đệ tử của Thư viện Thiên Phủ nghe vậy liền tỉnh táo lại, thầm gật đầu tán thành. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Vân cũng có chút kỳ lạ. Yêu thú này là do bọn họ chật vật mãi mới giết được, thậm chí còn tử thương không nhẹ. Bạch Vân lại nói là công lao của Lâm Nhất, không khỏi nực cười quá đi. Ta không nói dối, chắc chắn là Lâm đại ca làm, trước khi đi huynh ấy đã hứa với ta như vậy. Thiếu nữ mặt đỏ ửng đối diện với lời chỉ trích của Lục Tư Âm, nhưng vẫn cố gắng dốc hết can đảm nói. Nói nhăng nói cuội, kiếm nô kia chắc chắn là bỏ trốn rồi, ngươi còn dám nhắc đến tên vô dụng ấy một câu, có tin ta tát chết ngươi không? Lục Tư Âm khí thế hung hãn bước qua, sắc mặt âm u đáng sợ.
Hôm nay nàng ta đã bị Táng Hoa kiếm hại rõ thảm, cơn giận trong lòng đủ để làm nàng ta tức chết. Đại chiến kết thúc, đang muốn đi gây chuyện với Lâm Nhất, ai ngờ được chẳng tìm thấy Lâm Nhất đâu, lại nghe thấy Bạch Vân liên tục bảo vệ đối phương. Bình thường nhìn Bạch Vân đã thấy đáng ghét, giờ trong lòng lại càng nghẹn một cục tức. Chính là Lâm đại ca, huynh ấy đã hứa với ta, nhất định sẽ giúp chúng ta. Trong lòng thiếu nữ đầy tủi thân, nhưng vẫn nghiến chặt răng cố chấp nói. Muốn chết. Thấy nha đầu này lại đụng vào vảy ngược của mình lần nữa, đáy mắt Lục Tư Âm bỗng lộ ra vẻ lạnh lùng u ám, nhấc tay lên định quăng ra một cái tát. Chỉ là bàn tay của nàng ta vừa mới đưa lên cao. Vô duyên vô cớ liền cảm nhận được một luồng hàn ý bao trùm lên người mình, loại cảm giác đó khó chịu giống như bị rơi vào trong hầm băng, cả người run lẩy bẩy. Nàng ta quay đầu qua nhìn, chỉ thấy trong rừng có một bóng áo sam xanh bước ra, thần sắc lạnh băng nhìn chằm chằm vào nàng ta. Lâm, Lâm. Lục Tư Âm có chút run rẩy nói, trong lòng thì kinh hoàng khó hiểu, ta vì sao lại phải sợ tên kiếm nô này? Nàng ta là người mà cô có thể động vào được sao? Cơn thịnh nộ cuộn trào trong đáy mắt, cơ thể Lâm Nhất loáng lên, hắn ra tay nhanh như một tia chớp. Bốp! Không hề báo trước, nhấc tay lên đã tung ra một cái tát vang dội lên mặt Lục Tư Âm. Tiếng bạt tai vang vọng, Lục Tư Âm bị tát văng ra ngoài khiến tất cả đệ tử của Thư viện Thiên Phủ đều ngây ra như phỗng. Lâm Nhất bỏ trốn trong mắt bọn họ. Giờ đây bỗng nhiên xuất hiện đã đủ khiến bọn họ giật mình. Lại thêm một cái bạt tai kia nữa, đệ tử của thư viện đều kinh hãi đến mức cằm muốn rớt cả ra. Ngươi dám đánh ta? Lục Tư Âm nằm trên đất, cả gương mặt bên phải đều sưng phù lên, đau rát. Ngoại trừ đau đớn còn có phần nhiều là nhục nhã. Chỉ một kiếm nâu nhỏ nhoi lại dám bạt tai nàng ta trước mặt tất cả mọi người, còn có việc gì nhục nhã hơn thế này không? Đánh thì đã làm sao, tiểu tiện nhân. Lâm Nhất nhướn mày lạnh lùng cười nói, đáy mắt lấp lánh hàn quang. Hắn không dễ gì mới về kịp, lại không ngờ chứng kiến cảnh tiện nhân này vung tay lên định tát Bạch Vân. Làm sao mà hắn nhịn được nữa? Nhịn không nổi. Ngươi mắng ta. Đáy mắt Lục Tư Âm đầy lửa giận, tức đến toàn thân run lên, gào thét chói tai nói, ta giết chết ngươi tên vô dụng này. Viu. Nàng ta từ trên mặt đất bật người lên không trung, năm ngón tay cong lại thành vuốt muốn chụp xuống huyệt thiên linh cái trên đầu Lâm Nhất, vô cùng ngoan độc. Tiểu kiếm nô, chết đi cho ta. Vẻ mặt Lục Tư Âm dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo, đáy mắt toàn là lửa giận hiểm độc. Vô chi. Lâm Nhất lật tay lại tung ra một bạt tay nữa, chính xác tát thẳng vào bên mặt trái của nàng ta. Bốp. Lần này ra tay còn nặng hơn. Lục Tư Âm ở giữa không trung xoay hết ba vòng mới rơi xuống đất. Đợi sau khi rơi xuống đất thì hai bên mặt đã sưng to như đầu lợn, lỗ mũi, khóe miệng đều là máu tươi. Cảnh tượng thê thảm mà chật vật này làm những người đứng nhìn giật mình kinh hoàng, chấn động mãi không thôi. Thật là tàn nhẫn. Lục sư tỷ. Lãnh Phong thấy vậy thì nổi giận bừng bừng, trầm giọng nói, cùng nhau lên, giết chết tên vô dụng này. Bỗng nhiên, một đám đệ tử thư viện khá thân thiết với Lục Tư Âm điên cuồng xông qua chém giết theo sự dẫn dắt của Lãnh Phong. Không biết tự lượng sức. Vẻ mặt Lâm Nhất cực kỳ lạnh lùng, nhấc tay lên nện ra một quyền. Trong tiếng rồng ngâm hổ gầm, quyền mang bung ra ánh sáng màu bạc chói mắt, lấy phong mang sắc bén như kiếm quét qua. Ra quyền như kiếm, xuất kiếm như quyền. Dưới sự hỗ trợ của Tử Diên kiếm kình, một quyền tựa long tựa hổ này giống như một thanh bảo kiếm tuốt khỏi vỏ, sự sắc bén của phong mang là vô địch. Lãnh Phong dẫn đầu xông lên còn chưa kịp phản ứng lại thì khí thế toàn thân hắn ta đã bị nghiền nát không thương tiếc. Quỳnh! Đợi khi quyền mang đánh trúng ngực, lập tức phát ra tiếng nổ rung trời, cơ thể hắn ta giống như một bao cát bị hất văng ra ngoài. Tóc dài tung bay, thiếu niên thân mặc áo sam xanh. Mắt lạnh lùng như điện nhìn chằm chằm vào đám người đang nhào đến. Sắc mặt đám người này lập tức trở nên vô cùng khó coi, nhìn Lãnh Phong bị đấm văng ra xa. Trước ánh mắt lạnh lùng của Lâm Nhất, họ run bần bật, cầm binh khí không dám tiến lên trước. Dáng vẻ trông cực kỳ buồn cười. Khốn kiếp,
Chuyện này sao có thể? Nhìn thấy cảnh này, Lục Tư Âm với đôi gò má đã sưng lên như đầu lợn hoàn toàn ngây người. Trong mắt nàng ta tràn đầy kinh ngạc, không thể tin được, sao thực lực của tên kiếm nô này lại có thể mạnh đến vậy? Vù! Đúng lúc này, một bóng dáng nhẹ nhàng đáp xuống. Là Liễu Vân Yên, nàng ta nhìn Lục Tư Âm rồi lại rời mắt về phía Lãnh Phong đang nằm rên dưới đất ở phía xa, nét mặt lạnh đi, lạnh giọng nói, các hạ có thể khôi phục thực lực cũng là một việc đáng chúc mừng, nhưng lần này đã ra tay hơi nặng quá. Người không phạm ta, ta không phạm người. Lục Tư Âm nên mừng thay vì đã không tát chúng, nếu không thì ta đã chặt cái tay đó của nàng ta rồi. Lâm Nhất đáp trả với vẻ mặt không chút cảm xúc. Chỉ là sát khí trong lời nói lại khiến mọi người không rét mà run, song vẻ giận dữ cũng xẹt qua trong mắt. Sự càn rỡ của những lời này có phần không để Thư viện Thiên Phủ vào mắt. Cho dù mâu thuẫn giữa Lục Tư Âm và Bạch Vân Sai đến đâu thì cũng là chuyện của Thư viện bọn họ. Không đến lượt một người ngoài quyết định. Xem ra các hạ không cảm thấy hối hận chút nào. Không cần biết người có mục đích gì, đánh người của Thư viện Thiên Phủ bị thương thì nhất định phải trả giá đắt, ra tay. Liễu Vân Yên lạnh lùng quát. Vù, vù, vù. Ngay sau đó có một nhóm người tức khắc lao tới, rất nhiều cao thủ Thư viện Thiên Phủ xông về phía Lâm Nhất. Nhìn hơn 10 người đang xông tới, Lâm Nhất cười khẩy giơ tay lên. Keng! Kiếm táng hoa trong tay Lục Tư Âm lập tức rung lên, muốn thoát khỏi tay nàng ta. Chết tiệt, không được nhúc nhích. Nàng ta lập tức hoảng sợ, hai tay cầm chặt lại. Nhưng nàng ta có thể giữ được ư? Kiếm! Lâm Nhất quát nhẹ một tiếng, kiếm táng hoa biến thành một tia sáng bay vào tay hắn. Khổ cho ngươi rồi. Nhìn những dấu vết để lại trên thân kiếm trong mấy ngày nay. Lâm Nhất nhỏ giọng thì thầm, hoàn toàn không để 10 người đang xông tới vào mắt. Chết tiệt, tiểu tử này thật coi thường người khác. Điệu bộ của Lâm Nhất khiến 10 đệ tử của Thư viện Thiên Phủ trên không trung biến sắc, trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng ngay sau đó họ lập tức hối hận. Lâm Nhất ngước lên nhìn qua, nhếch miệng cười, kiếm táng hoa trong tay như có thần giao cách cảm với hắn. Nó lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ chói, mắt lấp lánh như mộng ảo. Vào giờ phút này, kiếm táng hoa đã quay trở lại thể hiện hết tài năng. Kiếm táng hoa trong tay Lâm Nhất tựa như thoát thai đổi cốt, rửa sạch xuyên hoa, sắc bén không thể cản được. Lòng hướng về kiếm, thẳng tiến không lùi. Cảm nhận được kiếm táng hoa đang rung, tim Lâm Nhất đập thình thịch, ý chí chiến đấu lâu ngày hóa thành nhiệt huyết sôi trào trong lồng ngực. Khi hoa tử diên nở rộ, chân nguyên minh mông rót hết toàn bộ vào thân kiếm. Kiếm của ta vinh quang bất diệt. Lâm Nhất cầm kiếm chém thẳng về phía hơn 10 người đang lao tới kia. Kiếm thế kinh khủng như một con mãnh thú viễn cổ đã bị phong ấn một thời gian dài, gầm thét bổ nhào ra. Bùm! Uy áp đáng sợ của hơn 10 người kia đều bị nhát kiếm này đánh tan. Họ bị đánh bay ra xa, khi ngã xuống đất thì mặt mũi đã trắng bệch, ai cũng hộc máu. Khỉ gió! Chuyện này sao có thể? Đám người kia kinh hãi, ngã lăn ra đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vù! Đúng lúc này, một tia kiếm quang âm u đánh về phía Lâm Nhất với khí thế cuồn cuộn. Là Liễu Vân Yên. Trước uy áp tử phủ, khí thế của nhát kiếm này không thể đỡ được, nó còn chưa đánh xuống đã làm cuồng phong nổi lên, rít gào như sấm. Lấy danh nghĩa của kiếm, ta lệnh cho hoa nở. Hoa tử diên ở vùng đan điền xoay tròn một vòng, trên trời lập tức xuất hiện một đóa hoa tử diên. Lâm Nhất cầm kiếm táng hoa đỡ lại nhát kiếm này. Rầm, 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 rầm. Khi hai thanh kiếm chạm nhau phát ra những tiếng nổ rung trời, mặt đất cũng rung chuyển dữ dội khi hai người lao vào đánh nhau. Đỡ được rồi ư? Vẻ kinh ngạc chợt thoáng qua trong mắt Liễu Vân Yên. Lâm Nhất có thể đỡ được nhát kiếm này khi đối mặt với tu vi cảnh giới âm huyền tiểu thành của nàng ta ư? Rốt cuộc đối phương đã tu luyện chân nguyên bằng cách nào? Lâm Nhất dựa vào thể chất mạnh mẽ, bình tĩnh cầm kiếm đẩy về phía trước trong cơn gió lốc mãnh liệt này. Cùng với tiếng ngân của kiếm táng hoa, Liễu Vân Yên biến sắc, tức khắc bị đẩy ngược lại. Đợi khi Liễu Vân Yên ngã xuống đất, tất cả đệ tử Thư viện Thiên Phủ hoàn toàn sững sờ.
một chuyện không có khả năng lại xảy ra ngay trước mặt họ. Kiều Vân Yên với tu vi cảnh giới âm huyền tiểu thành đã bị Lâm Nhất bước lùi. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Vù! Khi Liễu Vân Yên đang định rút kiếm tiếp tục xông lên, kiếm táng hoa trong tay Lâm Nhất đột nhiên chĩa vào. Sự sắc bén từ kiếm khiến Kiều Vân Yên phải dừng lại. Lâm Nhất lạnh nhạt nói, Liễu Vân Yên, tuy ta không thích cô, nhưng giữa ta và cô không có thù sâu oán nặng, tốt nhất là cô đừng ép ta. Nếu không thì, trừ cô ra, tất cả những người trong sân này đều không thể bảo vệ được mình. Khốn kiếp! Liễu Vân Yên tức nghiến cả răng nhưng lại không thể không thừa nhận những lời đối phương nói là tình hình thực tế. Một lát sau, Liễu Vân Yên thoáng bình tĩnh lại, trầm giọng bảo, ngươi đi đi, ta cũng không muốn cá chết lưới rách với ngươi. Đi ư, ta sẽ đi, nhưng trước khi đi, ta phải lấy lại những thứ nên lấy rồi mới tính tiếp. Hắn vừa dứt lời, Lục Tư Âm với đôi gò má sưng rát như đầu lợn lập tức sợ hãi. Tiện nhân, sao vẫn chưa cút qua đây cho ta? Lâm Nhất nhìn về phía Lục Tư Âm, kiếm thế mênh mông lập tức đổ dồn vào tay hắn. Hắn không cho nàng ta cơ hội phản ứng nào, lập tức giơ tay lên. Ầm! Chân nguyên kinh khủng từ trên không trung đánh xuống đối phương, Lâm Nhất bóp lấy cổ nàng ta rồi nhấc lên cao. Đồ của ta đang nằm trong tay cô đúng không? Lâm Nhất lạnh nhạt hỏi. Đồ gì chứ? Yêu đan, bảo khí, bí bảo, cuộn tranh. Lâm Nhất trầm giọng nói ra từng chữ một. Nực cười, tên kiếm nâu nhà người giỏi vu khống người khác thật. Lục Tư Âm ta đây không lấy đồ của ngươi, dù ngươi có giết ta thì ta cũng không thể trả lại cho ngươi. Trong lòng Lục Tư Âm cực kỳ sợ hãi, nhưng lúc này nàng ta không thể thừa nhận được. Nếu như thừa nhận mình đã trộm bảo bối của người này ngay trước mặt mọi người, sau này thanh danh của nàng ta ở Thư viện Thiên Phủ sẽ mất sạch hoàn toàn. Cả đời này sẽ bị hủy hoại. Lâm Nhất, Lục sư tỷ không lấy đồ của ngươi, mau thả tỷ ấy ra. Một đệ tử Thư viện Thiên Phủ cảm thấy thương xót cho tình trạng bi thảm của Lục Tư Âm, bèn lên tiếng. Không trộm thật sao? Lâm Nhất lạnh lùng cười nhạt. Ta không trộm. Lục Tư Âm ta đây vẫn chưa đến nỗi phải trộm đồ của một tên kiếm nô như ngươi. Lục Tư Âm nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, cắn răng đáp. Chát! Không trộm! Lâm Nhất không thèm để ý, không hề nhiều lời mà tát thẳng vào mặt nàng ta. Chát! 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 Hắn không cho mọi người thời gian phản ứng, tát liên tục 9 bạt tai khiến cho Lục Tư Âm nửa chết nửa sống. Dừng tay! Tình trạng thê thảm nhìn thấy mà giật mình như thế làm cho rất nhiều người biến sắc. Cuối cùng Liễu Vân Yên cũng không chịu nổi nữa, Lâm Nhất quá tàn nhẫn, dù hôm nay không lấy lại được kim liên tử hỏa thì cũng phải dừng hắn lại. Đừng, đừng, đừng đánh nữa, ta thừa nhận đã trộm chúng. Lục Tư Âm bị tát đến mức tóc tai bù xù, cuối cùng không chịu đựng được nữa, khóc òa lên. Liễu Vân Yên vốn đang định ra tay lập tức sững sờ. Các đệ tử Thư viện Thiên Phủ cũng trợn tròn mắt. Đã trộm thật sao? Đường đường là đệ tử của Thư viện Thiên Phủ mà lại có hành vi hèn hạ như thế ư? Lấy ra đây. Lâm Nhất thả nàng ta ra, lạnh giọng quát. Lục Tư Âm đang khóc sướt mướt vội vàng lấy yêu đan thiên phách, hồ lô tàng kiếm và chiến kỳ xích diễm ra. Yêu đan thiên phách. Bảo khí. Còn có cả bí bảo. Trời ạ! Không ngờ nàng ta lại trộm nhiều đồ như thế. Mỗi lần nàng ta lấy một thứ ra, các đệ tử Thư viện Thiên Phủ đều sẽ kinh ngạc thốt lên. Sau khi lấy ra hết, trong mắt mọi người tràn đầy kinh hãi, Liễu Vân Yên khẽ run, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không thể tin được. Không ngờ lại là sự thật. Những gì hắn nói với nàng ta là sự thật. Lâm Nhất cất từng cái một vào, vẫn giữ vẻ mặt tối tăm. Trầm giọng bảo, còn một cái nữa, hổ khứu tường vi đồ. Nó thật sự không ở trong tay ta, nó nằm trong tay hắn ta. Vừa bị Lâm Nhất trừng mắt, Lục Tư Âm sợ tới mức ngừng khóc, chỉ tay về phía Lãnh Phong vừa bị Lâm Nhất đánh bị thương. Lâm Nhất xoay người nhìn sang. Mơ tưởng, bảo bối đã vào tay ta thì đừng hòng lấy lại. Lãnh Phong hạ quyết tâm, đứng lên bỏ chạy không chút do dự.
Nhưng hắn ta vừa đi được ba bước, một tia sáng màu bạc phát ra tiếng xé gió chói tai, chợt lóe lên rồi biến mất. Máu bắn tung tóe trên không trung, kiếm quang xuyên qua đầu Lãnh Phong từ phía sau, hai mắt hắn ta trợn trừng, chết không nhắm mắt. Vù! Lâm Nhất di chuyển, đi tới tìm được hổ khứu tượng vi đồ trong túi trữ vật của đối phương. Hắn thì phào nhẹ nhõm, đến lúc này tất cả bảo bối đã quay trở lại với chủ của nó. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, trong mắt các đệ tử thư viện thiên phủ đều lộ ra vẻ hoảng sợ, họ lặng lẽ lùi về sau vài bước. Sau khi cất kiếm táng hoa vào hộp kiếm tử diên, Lâm Nhất bình tĩnh đeo hộp đựng kiếm lên lưng. Cảm giác nặng nề quen thuộc xuất hiện khiến hắn không thoải mái cho lắm. Thói quen đeo hộp đựng kiếm trên lưng đã giữ một thời gian khá dài, như thể hộp đựng kiếm đã trở thành một bộ phận trên cơ thể hắn. Mặc dù không thoải mái lắm nhưng cảm giác này thật sự rất tốt. Đối với Lâm Nhất, chỉ khi nào cầm kiếm táng hoa trong tay mới coi như là thật sự khôi phục toàn bộ sức chiến đấu. Với tư cách là một người kiếm khách, việc có kiếm và không có kiếm khác biệt như ngày và đêm. Hắn tin rằng các đệ tử thư viện thiên phủ từng đánh nhau với hắn đều có cảm xúc này. Lúc này thấy hắn chuẩn bị rời đi, vẻ chấn động trên mặt mọi người đều xen lẫn một chút phức tạp. Một người đệ tử của thư viện thiên phủ chết ngay trước mặt họ, nếu nói họ không phẫn nộ thì không thể nào. Nhưng suy cho cùng thì đây cũng là chuyện bê bối của thư viện thiên phủ. Hai đệ tử cấu kết với nhau để trộm đồ của người ngoài, nếu chuyện này lan ra ngoài thì không biết sẽ gây tranh cãi như thế nào ở U Châu. Dù cho muốn ra tay, sau khi chứng kiến thực lực của Lâm Nhất, có lẽ cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần Liễu Vân Yên không lên tiếng, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Nhất rời đi, không thể làm gì khác. Lâm đại ca phải đi rồi ư? Bạch Vân nhìn Lâm Nhất rời đi, trong lòng vô cùng thất vọng, nàng ta cắn môi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào. Lâm Nhất ngoảnh đầu lại nhìn tiểu nha đầu này, cười với nàng ta rồi quay lưng đi. Nếu hỏi người duy nhất hắn lo lắng thì chính là tiểu nha đầu Bạch Vân này. Nếu như có thể, ở lại tiếp tục bảo vệ tiểu nha đầu này an toàn cũng là một lựa chọn không tệ. Nhưng bây giờ hắn đã giết một người, đánh một người bị thương. Tiếp tục ở lại thì rõ ràng không ổn lắm. Nếu đã lấy lại đồ của mình, hắn chỉ có thể rời đi và bí mật bảo vệ nha đầu này. Đợi đã! Hắn vừa đi không xa thì có một giọng nói vang lên từ sau lưng, Liễu Vân Yên gọi hắn lại. Có chuyện gì không? Lâm Nhất không quay lại, chỉ bình tĩnh hỏi. Nét mặt hắn không chút dao động, giờ hắn đã khôi phục thực lực, dù đối phương muốn bắt hắn ở lại, hắn cũng có thể rời đi dễ dàng. Có thật là ngươi đã ra tay giải vây giúp trong lần yêu thú bạo động này như Bạch Vân đã nói không? Liễu Vân Yên lạnh mặt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Nhất, trầm giọng hỏi. Chuyện này không quan trọng đối với ta. Cô tin hay không thì tùy. Hắn ra tay là vì đã hứa với nha đầu Bạch Vân, không liên quan gì tới đám người thư viện thiên phủ này. Không quan trọng với ngươi nhưng lại rất quan trọng với ta. Ta đã tránh oan ngươi về chuyện của Lục Tư Âm vừa rồi, ta có thể xin lỗi ngươi. Nếu lần này ngươi đã thật sự ra tay giải vây, Liễu Vân Yên ta đây nợ ngươi một ân tình, thư viện thiên phủ cũng sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi. Liễu Vân Yên nói rõ từng chữ một. Nàng ta luôn như vậy, đúng sai hay ân oán đều rõ ràng. Sai là sai, đúng là đúng. Trước đó giữ lại kiếm táng hoa cũng vì trong mắt nàng ta đối phương đúng thật là một tên vô dụng. Nếu không thì nàng ta đã không ép buộc đưa kiếm cho Lục Tư Âm. Chuyện này cũng không thể trách nàng ta được, theo người thường thì thương tích của Lâm Nhất hoàn toàn không thể bình phục. Còn những món dị bảo mà Lâm Nhất nói, tất cả đều có giá trị vô giá. Khiến Liễu Vân Yên thực sự không thể tin được. Lúc này đã chứng minh là do nàng ta sai. Tất nhiên Liễu Vân Yên phải gánh vác trách nhiệm trong chuyện này. Nếu đối phương đã ra tay giải quyết chuột long nham giúp thì là ân tình, cần phải báo đáp. Lâm Nhất đột nhiên xoay người lại nhìn biểu cảm của đối phương, quả thật không giả. Lâm Nhất huynh đệ, nếu lần này thật sự do ngươi hỗ trợ, Thư viện Thiên Phủ chắc chắn sẽ ghi nhớ ân tình này. Một người đệ tử của Thư viện Thiên Phủ đứng bên cạnh chợt lên tiếng. Lúc trước họ cho rằng Lâm Nhất là một tên vô dụng,
đương nhiên không thể tin vào lời nói của Bạch Vân, nhưng bây giờ Lâm Nhất đã chứng minh thực lực của mình. Không thể trách đám người này được, không nghĩ về vấn đề này nữa. Tông môn này cũng không phải tất cả đều là người xấu. Lâm Nhất nghĩ thầm trong lòng, sau đó trầm giọng đáp, người đứng sau giật dây là một tên quái nhân đeo mặt nạ. Nếu các ngươi có ấn tượng về chiếc mặt nạ này thì sẽ không khó đoán ra là do ai ra tay. Vù! Chiếc mặt nạ màu máu từ trong tay Lâm Nhất bay thẳng về phía đối phương theo hình vòng cung. Là hắn ta! Liễu Vân Yên cầm lấy mặt nạ, khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến sắc, khi các đệ tử thư viện Thiên Phủ ở bên cạnh nhìn thấy chiếc mặt nạ cũng đồng loạt biến sắc, vẻ kiêng dè lóe qua trong mắt họ. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Nhất với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, vô cùng kinh ngạc. Xem ra các ngươi đều biết. Nhìn thấy vẻ mặt của họ, Lâm Nhất nhẹ giọng bảo. Đâu chỉ là biết. Liễu Vân Yên nhìn sang Lâm Nhất, nói tiếp, người này là Lãnh Giật, đệ tử của U Vân Lão Quỷ. 2 năm trước U Vân Lão Quỷ trở thành khách khanh của Lầu Huyết Phú, hắn ta cũng vào ở Lầu Huyết Phú. Trong cuộc xung đột giữa Lầu Huyết Phú và Thư viện Thiên Phủ, không ít đệ tử đã chết trong tay người này. Hắn ta am hiểu công pháp quỷ đạo quỷ dị, cực kỳ khó giải quyết. Liễu Vân Yên tạm dừng, vẻ nghi hoặc thoáng qua trong mắt. Lâm công tử, ta có lời này không biết có nên nói hay không? Nói đi. Liễu Vân Yên trả lời, tên Lãnh Giật này có thực lực rất mạnh, ngay cả ta gặp phải cũng chưa chắc có thể chiếm lợi thế, ngươi thật sự đã đánh bại hắn ta sao? Không thể nói là đánh bại, khi đó hắn ta bị trận pháp phản phệ, chắc có lẽ thực lực cũng yếu hơn rất nhiều. Nghĩ kỹ lại mới thấy công pháp của đối phương thực sự rất kỳ quái. Nếu hắn ta dùng hết toàn lực, và lại lúc đó trong tay hắn không có kiếm nên việc thắng bại rất khó nói trước. Nhưng lúc này hắn đã có kiếm táng hoa trong tay. Hắn sẽ dành thời gian luyện hóa yêu đan thiên phách, nếu gặp lại đối phương, Lâm Nhất nắm chắc 80% có thể đánh bại. Sau khi hắn kể lại chi tiết quá trình đánh nhau với Lãnh Giật, mọi người mới sực hiểu ra. Nhưng dù vậy, một kiếm khách bán bộ tử phủ có thể phá hủy trận pháp của Lãnh Giật, mọi người vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc vô hình, mọi người đã có đánh giá cao hơn về Lâm Nhất. Sư tỷ, ta đã nói mà, mối nguy chuột long nham chắc chắn là do Lâm đại ca ra tay giải quyết, huynh ấy đã hứa với ta rồi. Vẻ kiêu ngạo hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Vân, nàng ta cười khúc khích. Quả thật ta đã hiểu lầm muội. Liễu Vân Yên hơi áy náy. Trước đó nàng ta và mọi người cũng không tin Bạch Vân lắm. Bạch Vân cười mỉm, không sao ạ, hi hi, bởi vì ta biết Lâm đại ca nhất định sẽ trở lại chứng minh cho ta. Liễu Vân Yên cười, nhà đầu này thật ngây thơ. Nhưng lần này nàng ta không nhìn lầm, Lâm Nhất đã không phụ lòng tin tưởng của nàng ta. Nếu như có thể, ta mong các ngươi sẽ từ bỏ tranh đoạt kim liên tử hỏa. Trong tình thế nhất định phải chết. Ta không muốn nhìn thấy Bạch Vân đi chịu chết cùng với các ngươi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói nghe có vẻ chói tai phát ra từ miệng Lâm Nhất. Nếu đã chứng minh Lãnh Giật là người của Lầu Huyết Phủ, vậy thì chuyến đi tranh đoạt kim liên tử hỏa này chắc chắn sẽ không giành được thứ gì tốt, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ có thương vong nghiêm trọng. Các đệ tử thư viện Thiên Phủ đều có vẻ mặt hơi khó coi. Nhưng Lâm Nhất nói rất đúng. Chỉ một phan nhạc của Lầu Huyết Phú đã đủ nhức đầu, nếu thêm Lãnh Giật nữa. Tình hình không ổn chút nào. Lâm đại ca, vậy huynh giúp chúng ta một lần đi mà, kim liên tử hỏa thật sự rất quan trọng với sư tỷ. Bạch Vân nhìn Lâm Nhất với vẻ cực kỳ đáng thương, lên tiếng cầu xin. Liên quan đến danh ngạch đệ tử nòng cốt thì sao có thể không quan trọng? Lâm Nhất đã từng ở tông môn. Hắn biết rõ đãi ngộ của đệ tử nòng cốt và những đệ tử khác có khác biệt như thế nào. Quả thật như cách biệt một trời, bất kể là địa vị hay tài nguyên nhận được đều khác nhau. Nhưng tiểu nha đầu lại tung chiêu này, thật hết biết nói gì mà. Lâm Nhất chỉ cười không đáp. Nghe vậy, trong lòng Liễu Vân Yên hơi chua xót, nha đầu này thật ngây thơ, rõ ràng Lâm Nhất không thích họ, hắn có thể ra tay vì nha đầu này một lần đã khó rồi. Sao có thể ra tay thêm lần nữa? Đây đâu phải trò đùa trẻ con, mà có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Lâm công tử,
nếu chúng ta đã là người trong giang hồ thì cứ quyết định chuyện này theo quy tắc giang hồ, người nghĩ sao? Liễu Vân Yên bình tĩnh nhìn Lâm Nhất. Quy tắc giang hồ là không so đo tính toán, lợi ích là trên hết. Vẻ khác thường lóe qua trong mắt Lâm Nhất, hắn thở ở đáp, hiện tại ta không thiếu linh ngọc. Sau khi đánh lui lãnh giật, hắn đã lấy hết 1.000 viên linh ngọc tam phẩm mà đối phương để lại trong trận pháp. Ngươi không thiếu linh ngọc, thế còn kim liên tử hỏa. Ngươi cũng sẽ có hứng thú chứ nhỉ? Dựa vào một mình ngươi, nếu muốn đi tranh đoạt kim liên tử hoa thì e rằng sẽ không dễ dàng hơn chúng ta là bao. Liễu Vân Yên đã tính sẵn trong lòng, chắc chắn Lâm Nhất nhất định sẽ dao động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 58.